MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 223. Tứ phương sát ma kỳ ngưng tụ mà thành phong ấn kết giới, căn bản không áp chế nổi hỗn độn nguyên thú, ở hỗn độn nguyên thú điên cuồng trùng kích vào, màn sáng tùy thời đều có thể nổ tung. Tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên thôi động kim ma kỳ, bằng không, chúng ta đều phải chết. Huyền Phệ căm tức nhìn Tiêu Phàm, cơ hồ dùng hết toàn lực giống lên. Hắn bộ dáng không giống như là đang làm giả, hỗn độn nguyên thú đáng sợ, cho dù bọn họ là lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, cũng không làm gì được. Đây hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ chiến đấu, hỗn độn nguyên thú đối phó bọn hắn, cơ bản chỉ có nghiền ép phần. Đế Thái Ất, Cửu Linh cùng Thiên Sát bốn người, cũng mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hỗn độn nguyên thú đối phó chính là các ngươi, cũng không phải ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói, hơn nữa, nếu như các ngươi nói tới kim ma kỳ là lần trước tảng đá kia mà nói, nó không ở trên tay của ta. Vậy nó ở đâu? Đế Thái Ất trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm không chỉ là biến số, vẫn là một cái siêu cấp đại biến số, bọn họ ứng phó hỗn độn nguyên thú kế hoạch, bởi vì Tiêu Phàm mà đã xảy ra biến hóa quá lớn. Ta cũng không biết, chạy ra cái kia hỗn độn nguyên văn truy sát về sau, ta liền ném. Tiêu Phàm nói ra. Hắn tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, kim ma kỳ hắn đã giao cho kim quốc đế, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới muốn trở về. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đế thái ớt bọn họ vậy mà sớm liền nghĩ đến dùng ngũ phương sát ma kỳ ứng phó hỗn độn nguyên thú, nhưng khi đó nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, không hề giống là biết rõ ngũ phương sát ma kỳ a. Oanh! Không đợi đế thái ớt bọn họ nổi giận, tứ phương sát ma kỳ ngưng tụ màn sáng trong nháy mắt bạo tán mà ra. Đế Thái Ất năm người nhao nhao bị chấn động bay ra ngoài, trượt ra mấy trăm trượng xa mới đứng vững thân hình. Một bầy kiến hôi, chỉ bằng cái này phá lá cờ cũng muốn chấn áp bản tôn, thực sự là người si nói mộng. Hỗn độn nguyên thú hét giận dữ nói, hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Giống. Theo hỗn độn nguyên thú gầm lên giận dữ, thiên địa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ông ông, trong chớp nhoáng này, đám người chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê. Rất nhiều người không hẹn mà cùng quay người nhìn tới. Lại là nhìn thấy vô số bóng đen từ cuối chân trời bay lượn mà tới, khổ người không lớn, nhưng số lượng lại là kinh người nhiều. Đó là con muỗi. Có người nhìn không được hít một hơi lạnh. Những cái kia con muỗi, cho bọn hắn một loại bất an mãnh liệt, thậm chí sợ hãi. Không chỉ là số lượng, còn có trên người bọn họ tán phát khí tức, đều bị người có một loại cảm giác vô lực. Là hỗn độn nguyên văn, chạy mau. Có người nhận ra những cái kia con muỗi lai lịch, lập tức kinh hoàng kêu to lên. Hỗn độn nguyên văn, đây chính là liền nguyên thú đều có thể tư nghị cắn nuốt quái vật a. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bọn chúng không phải ở tại hỗn độn nguyên văn hồ bên trong sao, làm sao đến nơi này? Có tu sĩ hoảng sợ run rẩy, đối hỗn độn nguyên văn có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngay sau đó, bốn phía tu sĩ không ngừng hướng về trung ương dựa vào. Lấy bọn hắn thực lực muốn đột phá hỗn độn nguyên văn bao vây, hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Phàm mặt âm trầm nhìn phía xa rậm rạp chẳng chịt hỗn độn nguyên văn, hắn cũng không nghĩ đến, hỗn độn nguyên thú lại có thể điều khiển hỗn độn nguyên văn. Hơn nữa, số lượng này cũng có vẻ như quá kinh khủng, cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiểu tử, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi làm mất rồi kim ma kỳ, hỗn độn nguyên thú bị chấn áp, liền không cách nào thao túng dễ dàng những cái này hỗn độn nguyên văn. Huyền Phệ ác độc ánh mắt hướng về Tiêu Phàm. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, lập tức tất cả đều hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, khinh thường nói, bản thân đi chọc tổ ong vỏ vẽ, bị ong vỏ vẽ chập, sau đó quái người khác không giúp cho ngươi một tay diệt đi ong vỏ vẽ. Huyền Vũ tộc cũng là như vậy giảng đạo lý. Huyền Phệ lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm tức nhìn Tiêu Phàm. Kim ma kỳ là ngươi mất, cái này không sai à. Đế Thái Ất khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Kim ma kỳ là của ngươi sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Không phải, Đế Thái Ất không biết Tiêu Phàm là ý gì. Tất nhiên không phải ngươi, cũng không phải bọn họ, kia chính là ta mất đồ vật của mình, còn phải qua các ngươi đồng ý sao? Tiêu Phàm như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Đế Thái Ất. Đế Thái Ất khi nào bị người dùng loại này ánh mắt đối đãi qua, thiếu chút nữa thì không nổi giận mà lên. Ta không biết rõ các ngươi là cái mục đích gì, có lẽ chỉ là muốn giết hỗn độn nguyên thú.
Không đợi Đế Thái Ất bọn họ tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, có lẽ, các ngươi muốn giết chết hỗn độn nguyên thú từ trên người nó lấy được vật gì khác, những cái này, ta đều không có hứng thú gì. Nói đến đây, Tiêu Phàm dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói, bất quá, các ngươi vì mình mục đích, lợi dụng bọn họ những người này ta cũng không quan tâm, có thể các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem ta cũng tính đi vào. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Đế Thái Ất bọn họ, muốn xác nhận Tiêu Phàm trong miệng thuyết pháp. Đế Thái Ất đám người sắc mặt tái nhợt hết sức, ở đây đều không phải người ngu, như thế nào một hai câu giấu giếm được đi. Vậy thì như thế nào, hiện tại ngươi cho rằng hỗn độn nguyên thú sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Huyền Phệ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện nay, hỗn độn nguyên thú thoát khốn, coi như ngươi không giết hỗn độn nguyên thú, hỗn độn nguyên thú cũng sẽ giết các ngươi, ngươi như thế nào một hai câu liền có thể rũ sạch suất quan hệ? Có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía hỗn độn nguyên thú nói, các hạ là ý tứ này sao? Oan có đầu nợ có chủ, bản tôn không giết không quan hệ người. Hỗn độn nguyên thú suy nghĩ một chút nói, hắn thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, làm sao không biết những người này tiềm lực, nơi này chính là có được gần 100 cái thánh đế cảnh tuyệt thế thiên kiêu a. Cho dù là hắn thánh đế cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa vô số hỗn độn nguyên văn, cũng không khả năng một hơi ăn. Nếu như chỉ có Đế Thái Ất mấy người bọn họ, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù hắn cũng muốn giết Tiêu Phàm bọn họ, để nơi này người một tên cũng không để lại, nhưng là không phải hiện tại, chí ít cũng phải chờ Đế Thái Ất bọn họ chết về sau. Tiểu tử, ngươi sẽ không tin tưởng hắn à? Đế Thái Ất nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta không tin tưởng, Tiêu Phàm như thực nói ra, hắn đoán chừng đang nghĩ, chờ giết các ngươi, sau đó lại tới đối phó chúng ta những người này, vậy thì đơn giản nhiều. Hỗn độn nguyên thú đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, còn có một loại khó chịu, ý nghĩ của mình lại bị tiểu tử này đoán được. Vậy ngươi vì sao còn làm vậy? Đế Thái Ất sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chí ít nó còn không có thực hiện, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, đám người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nha còn chờ hỗn độn nguyên thú tới giết ngươi phản kháng nữa, cái kia lúc sau đã muộn tốt à. Cho dù là hỗn độn nguyên thú, đều hơi sững sờ. Ta là có nguyên tắc người, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Phàm nhìn chăm chú hỗn độn nguyên thú khẽ mỉm cười nói. Nụ cười này, để hỗn độn nguyên thú trong lòng một cái lộp bộp. Tiểu tử này, là đang cố ý cảnh cáo bản thân sao? Hay là nói, hắn có thủ đoạn gì ứng phó bản thân? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn đám người, cũng không có ý xuất thủ. Đế Thái Ất bọn họ vô cùng phẫn nộ, có thể lại không dám bức bách Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xuất thủ hay không, là hắn tự do của mình. Nếu như ép hắn, nếu là đứng ở hỗn độn nguyên thú phía kia, cái kia áp lực của bọn hắn có thể càng lớn hơn. Các ngươi đây, cũng chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Huyền Phệ lại là lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ khác nói. Những cái kia tu sĩ ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cùng hỗn độn nguyên thú là địch, bọn họ không dám, nhưng nếu là hiện tại không đồng tâm hiệp lực, qua cùng hỗn độn nguyên thú diệt đi Đế Thái Ất bọn họ về sau, lại đến đối phó bọn họ coi như hối hận không kịp. Chẳng lẽ liền hỗn độn nguyên thú 3000 nguyên giới, các ngươi cũng không muốn sao? Đế Thái Ất lại là bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Huyền Phệ đám người nhìn không được chừng Đế Thái Ất một cái, có thể Đế Thái Ất tựa như cũng không nhìn thấy, tiếp tục nói, nghĩ đến, các ngươi cũng không biết 3000 nguyên giới là cái gì sao? Ong ong tương đương. Không chờ hắn nói xong, bốn phía vô số hỗn độn nguyên văn, bỗng nhiên hướng về Đế Thái Ất bọn họ đánh giết đi, cuồng bạo khí tức quét sạch hư không. Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ bốn người vội vàng cầm trong tay ngũ phương sát ma kỳ, ngưng tụ thành một đạo kết giới, đem mình bảo hộ ở trung ương. Nhưng những người khác lại chẳng tốt đẹp gì, không chỉ Đế Thái Ất, Thánh Nhân Hoàng bọn họ sáu người, ngay cả mặt khác phổ thông tu sĩ, cũng tất cả đều bị công kích. A tương đương, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại là không ít tu sĩ ngăn cản không nổi hỗn độn nguyên văn công kích, trong nháy mắt bị gặm chỉ còn lại có một bộ khung xương. Những người khác thấy thế, tất cả đều sợ hãi tới cực điểm. Đây chính là hỗn độn nguyên văn chỗ đáng sợ sao? Vẹn vẹn trong nháy mắt, thì có mấy người bị giết chết, huyết nhục tức thì bị nuốt không còn một mảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, quanh thân cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm đốt cháy,
hình thành một đạo đặc thù kết giới, ngăn cản lấy hỗn độn nguyên văn tới gần. Bây giờ vô tận chi hỏa phẩm giai đã đến gần vô hạn thánh giai, con muỗi vốn là sợ hỏa, hỗn độn nguyên văn cũng không ngoại lệ, tự nhiên không dám tùy tiện công kích Tiêu Phàm. Những người khác thấy thế, phàm là có được hỏa diễm tu sĩ, tất cả đều triệu hồi ra hỏa diễm đối kháng hỗn độn nguyên văn. Có một ít tu sĩ bản thể chính là hỏa tộc, cũng không sợ hỗn độn nguyên văn, thậm chí còn có thể bảo hộ những người khác không nhận hỗn độn nguyên văn công kích. Hỗn độn nguyên thú đã bắt đầu công kích các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Đế Thái Ất hét lớn, đừng có lại ôm lòng chờ may mắn bên trong, hắn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không ít tu sĩ nghe vậy, lập tức con ngươi đỏ bừng hướng về hỗn độn nguyên thú, toàn thân chán phóng mạnh mẽ sát khí. Bọn họ nhưng không có Tiêu Phàm bình tĩnh như vậy, hỗn độn nguyên thú hiện tại cũng không buông tha bọn họ, một khi Đế Thái Ất bọn họ tử vong, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Giết nó! Giết! Không ít tu sĩ gầm thét không thôi, ở tử vong trước mặt, bọn họ không thể không lấy dũng khí phản kháng. Có một người đứng ra, sau đó liền sẽ có người thứ hai, người thứ ba, chỉ một lát sau, cơ hồ phần lớn người cũng đứng ở Đế Thái Ất bọn họ một phương. Chỉ có số ít 20 người vừa tới vẫn như cũ không có mở miệng, những người này, Tiêu Phàm thấy được Hiên Viên Trảm Tiên, Huyết Hoàng Nữ, Long Võ Giáp, còn có Long Nữ. Khi thấy Long Nữ thời khắc, Long Nữ cũng ngẩng đầu trông lại, bốn mắt tương đối, thật lâu không nói. Cẩn thận một chút, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới cho Long Nữ truyền âm nói, mặc kệ Long Nữ nhận không biết mình, Tiêu Phàm cũng không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Long Nữ hờ hững, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, xem như cái gì đều không nghe đến. Các ngươi còn không qua đây, cùng nhau ứng phó hỗn độn nguyên thú, chẳng lẽ còn chờ chết sao? Huyền Phệ nhìn thấy Long Nữ bọn họ không hề bị lay động, lập tức tức giận không thôi. Đám người hơi hơi trầm mặc, có mấy người chịu không được áp lực, vẫn là đi tới. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiêu Phàm 10 người vẫn không có đi qua, cũng không nghĩ biến thành Đế Thái Ất con cờ của bọn hắn. Tiêu Phàm trong đám người tìm kiếm lấy thí thần cùng Tà Vũ thân ảnh, nhưng mà, nhường hắn cau mày là, vẫn không có nhìn thấy hai người. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Thí thần, ngươi nhất định không có chuyện gì, Tiêu Phàm trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Từ giờ trở đi, các ngươi sinh tử, không liên quan gì đến chúng ta. Đế Thái Ất lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn họ một cái, ngay sau đó trên thân mọi người nhao nhao chán phóng khí tức kinh khủng, cùng nhau thẳng hướng hỗn độn nguyên thú. Gần 100 cái thánh đế cảnh đồng thời xuất thủ, bậc này đáng sợ uy thế, dù cho hỗn độn nguyên thú, cũng chưa chắc ngăn cản được. Giết không tha, hỗn độn nguyên thú cũng động tức giận, thao túng vô số hỗn độn nguyên văn phóng tới gần 100 thánh đế cảnh cường giả. Cho dù là bọn họ cũng có hỏa diễm hộ thể, có thể thời khắc này hỗn độn nguyên văn đã triệt để điên cuồng, căn bản không sợ hỏa diễm. Mà một khi những cái này hỗn độn nguyên văn xông phá hỏa diễm phòng ngự, chờ đợi các vị tu sĩ, liền chỉ có tử vong. Đây cơ hồ là đồng quy vu tận đấu pháp, hỗn độn nguyên văn không quyết tử vong, có thể cái kia gần 100 thánh đế cảnh tuyệt thế thiên tài, cũng một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Tiêu Phàm bọn họ mắt lạnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, trong lòng cũng một trận hãi hùng khiếp vía, còn tốt bọn họ không có tham dự trong đó chiến đấu. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn họ, đoán chừng cũng tử vong kết cục. Hỗn độn nguyên thú cũng muốn phát cuồng, bất quá lại bị thần ma tử, thánh nhân hoàng cùng Đế Thái Ất đám người vây ở trung ương, dù cho hắn là thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng ẩn ẩn bị áp chế ở hạ phong. Thần thú trên bảng xếp hạng thần thú dĩ nhiên đáng sợ, có thể vạn tộc thiên tài bảng lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào ăn chay đây? Đệ nhất nguyên thú, cũng chỉ đến như thế. Huyền Phệ thấy thế, lập tức cười gằn. Một bầy kiến hôi, hỗn độn nguyên thú thật giống như bị chọc giận đồng dạng, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tứ phương nguyên thú toàn bộ nổ tung, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí bị hắn thôn phệ. Chỉ một lát sau thời gian, hỗn độn nguyên thú thực lực lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn đạt đến thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Oanh! Cuồng bạo khí tức từ hỗn độn nguyên thú trên người bộc phát ra, vây công hắn 6 người tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu. Thánh đế cảnh đỉnh phong, chấm than ngoặc kép, thánh nhân hoàng híp hai mắt, trong con người tinh quang lóe lên. Chỉ đến như thế, bản tôn quát tháo thiên hạ thời khắc, các ngươi còn chưa ra đời đây. Hỗn độn nguyên thú hét giận dữ một tiếng, há miệng hút vào, số lớn nguyên khí lần thứ hai bị hắn nuốt trong bụng. Ngăn cản hắn thôn phệ nguyên khí, nếu là nó khôi phục thánh tôn cảnh,
lại không có ta chờ bất cứ cơ hội nào. Đế Thái Ất sợ hãi giống nói. Thánh Tuân Cảnh, đây chính là vượt qua Thánh Đế Cảnh cảnh giới A, đừng nói Thánh Đế Cảnh tiền kỳ, chính là Thánh Đế Cảnh đỉnh phong, ở tại trước mặt, cũng như cùng run rế. Một khi hỗn độn nguyên thú khôi phục Thánh Tuân Cảnh, bọn họ lại không bất luận cái gì đánh bại hỗn độn nguyên thú cơ hội. Hiện tại các ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hỗn độn nguyên thú cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét nói, 3000 nguyên giới, giáng lâm thân ta. Theo hắn gầm lên giận dữ, thiên khung bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, một từng chùm sáng phóng lên tận trời, tựa như dẫn động tới trong thiên địa một loại lực lượng thần bí. Đế Thái Ất bọn họ ánh mắt sáng quắc hướng về không trung, tựa như đang đợi cái gì giáng lâm. Nhưng mà, mấy tức về sau, quang thúc kia biến mất không thấy gì nữa, có thể thiên khung lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất bọn họ đều sầm mặt lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đám người không hiểu nhìn xem hư không, không biết vì sao. Mà hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất bọn họ lại là nhíu mày, bọn họ tựa như đang đợi cái gì, có thể vật kia nhưng vẫn không có giáng lâm. Không đúng, 3000 nguyên giới không thấy. Đột nhiên, Thánh Nhân Hoàng trầm giọng nói, trong mắt của hắn bên trong lấp lóe lấy kim quang, dường như xem thấu thiên địa. Đế Thái Ất đám người nhất thời cũng vận chuyển đồng thuật, nhìn chăm chú thiên khung, tựa như đang tìm cái gì. Lúc này, trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra khó coi. Hỗn độn nguyên thú càng là giống giận, là ai đem bản tôn 3000 nguyên giới trộm đi. Trộm đi. Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng mấy người sầm mặt lại, sau đó ánh mắt chuyển hướng đám người, trong đám người tìm kiếm. Hồi lâu, hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất ánh mắt của bọn hắn, cùng nhau ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Hỗn độn nguyên thú lạnh giọng nói, trên người ngươi vì sao có 3000 nguyên giới khí tức? 3000 nguyên giới, là cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hỗn độn nguyên thú, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, cho đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói 3000 nguyên giới mấy chữ này. Bất quá, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, cổ quái nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói, các ngươi nói tới 3000 nguyên giới, không phải là cái kia bọt khí thế giới à? Là ngươi trộm đi, hỗn độn nguyên thú âm trầm nói. Mặc dù hắn không nghĩ hiện tại cùng Tiêu Phàm là địch, nhưng nếu như Tiêu Phàm trộm đi 3000 nguyên giới, hỗn độn nguyên thú không ngại diệt Tiêu Phàm. Ta nếu là có thể trộm đi liền tốt, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói cái kia bọt khí thế giới vô cùng mênh mông, phòng ngự thập phần cường đại, căn bản liền công không phá được, làm sao trộm đi. Ngươi đi vào, Đế Thái Ất đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh dị nói. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, phải biết, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tiến vào cái kia bọt khí thế giới A, mặc dù bọn họ nằm mộng cũng muốn tiến vào. Nhưng vô số tuế nguyệt đến nay, còn chưa bao giờ có người thành công đi vào. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm đi vào, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa, nếu như Tiêu Phàm thật sự có thể tiến vào bọt khí thế giới, không... Hẳn là cái kia nguyên giới mà nói, vậy liền thật bất khả tư nghị. Đi vào a, Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh nói, nơi đó cũng không ít nguyên thú, ta kém chút chết ở những cái kia nguyên thú trong tay đây. Tê tương đương, đám người hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm nói, nếu như các ngươi nói tới 3000 nguyên giới chính là những cái kia bọt khí thế giới mà nói, vậy ta hẳn phải biết bọn chúng đi đâu. Chỗ nào, hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất bọn họ không chút nghĩ ngợi hỏi. Nơi đó, Tiêu Phàm chỉ nơi xa một cái phương hướng nói, trước đó ta nhìn thấy những cái kia bọt khí thế giới, không, phải nói là nguyên giới, không ngừng hướng về cái hướng kia rơi xuống, ta còn tưởng rằng là giới này dị tượng, cho nên không có quá quan tâm. Tiêu Phàm trước kia cũng một mực rất chú ý những cái này bọt khí thế giới, cho nên liền lưu một cái tâm nhãn, dù sao. Những cái kia bọt khí thế giới bên trong thế nhưng là ẩn chứa bổn nguyên lực lượng. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, những cái kia bọt khí thế giới sẽ hướng xuống đất rơi xuống. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn cho là đây là hỗn độn nguyên thú xuất thế tạo thành dị tượng, cho nên cũng không có truy tìm căn nguyên. Lấy hắn thực lực, liền xem như hỗn độn nguyên thú đang thôn phệ những cái này bọt khí thế giới, hắn cũng căn bản không làm gì được. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới là, cũng không phải là hỗn độn nguyên thú. Cũng không phải người ở chỗ này đang thôn phệ những cái này bọt khí thế giới, kia lại là ai đây? Ngươi chứng minh như thế nào lời của ngươi?
Huyền Vệ cực kỳ không khách khí nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn đầy không tin ý tứ. Ta lại không nhường ngươi tin tưởng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, khinh thường nhìn xem Huyền Vệ nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi muốn giết hỗn độn nguyên thú, cũng là nghĩ lấy được hắn 3000 nguyên giới a. Huyền Vệ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà hỗn độn nguyên thú lại là thần sắc ngưng lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Lúc này, Tiêu Phàm mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, đáng tiếc, các ngươi đầu tiên là cố ý chiếm thượng phong, làm cho hỗn độn nguyên thú thôn phệ nguyên thú nguyên khí, đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Nếu như ta đoán không lầm, hỗn độn nguyên thú chỉ có ở thánh đế cảnh đỉnh phong mới có thể triệu hoán cái kia 3000 nguyên giới a, cho nên các ngươi cố ý làm bộ không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ, nhưng lại bức bách những người này hợp lực ngăn chặn hắn. Làm như thế, cũng hẳn là muốn dụ hắn cưỡng ép triệu hoán cái kia 3000 nguyên giới lực lượng a. Sau đó các ngươi trúng đường tiệt hồ, đem cái kia 3000 nguyên giới chiếm thành của mình. Kể từ đó, các vị ở tại đây đều trở thành con cờ của các ngươi, có thể để các ngươi thất vọng là 3000 nguyên giới đột nhiên không thấy. Im miệng, Đế Thái Ất rốt cục nhìn không được, căm tức nhìn Tiêu Phàm quát. Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát cũng là sắc mặt âm trầm hết sức, mục đích của mình bị người nhìn thấu, loại cảm giác này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Các hạ không phải là không có tiếng tăm gì hạng người a? Thánh Nhân Hoàng coi như bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Vô danh tiểu bối mà thôi, Tiêu Phàm mỉm cười, ngay sau đó làm một cái thủ hiệu mời, nói các ngươi tiếp tục, liền coi ta không tồn tại là được. Làm ngươi không tồn tại. Đám người mặt sạm lại, hiện tại ai còn dám làm ngươi không tồn tại. Có thể thông qua đôi câu vài lời liền đoán được nhiều như vậy, như thế nào người bình thường đây? Vô Trần chỉ là ngươi biệt hiệu a. Thánh Nhân Hoàng lại là 10 điểm tỉnh táo, còn ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Biệt hiệu. Những người khác tất cả đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ ở Tiêu Phàm trên người, muốn nhìn rõ ràng Tiêu Phàm rốt cuộc là ai. Lúc này, chỉ thấy Thánh Nhân Hoàng trong con ngươi kim quang thiểm qua, sau đó hắn lấy tay vung lên, một đạo quang ảnh lập tức hiện lên ở hư không. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn tới, tất cả đều bị đạo kia quang ảnh hấp dẫn. Tiêu Phàm, đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Không sai, hư không đạo kia quang ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm lúc đầu khuôn mặt. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn Thánh Nhân Hoàng một cái, không nghĩ đến người này lại có thể nhìn ra chân thân của mình, loại năng lực này, quá quỷ dị. Tiêu Phàm là ai? Đế Thái Ất đám người mở miệng, trong mắt lóe lên ác liệt. Tiêu Phàm danh tiếng, ở đây cơ hồ không có người nghe nói qua, chỉ có số ít mấy nhân tộc tu sĩ biết rõ mà thôi. Vừa mới mở miệng người kia, chính là trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, duy nhất nhân tộc tu sĩ, Hiên Viên Trảm Tiên. Hiên Viên Trảm Tiên vừa mới nói ra lời này, cũng có chút hối hận, hắn không phải là muốn cố ý bại lộ Tiêu Phàm thân phận, mà là thực chấn kinh mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Phàm còn có một mặt khác thân phận. Nghĩ vậy, Hiên Viên Trảm Tiên hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, Tiêu Phàm giấu giếm bản thân thân phận, mà hắn lại bại lộ Tiêu Phàm thân phận, cùng là nhân tộc, có bán rẻ đồng tộc hiểm nghi. Bây giờ Đế Thái Ất ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt hắn, cho dù là Hiên Viên Trảm Tiên, cũng không chịu nổi lửa giận của bọn họ. Làm sao, ngươi rất muốn biết ta là ai sao? Tiêu Phàm cũng không để ý tới Hiên Viên, mà là ngoạn vị nhìn xem Đế Thái Ất nói. Đế Thái Ất lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Từ khi gặp gỡ Tiêu Phàm về sau, kế hoạch của bọn hắn biến cố mọc lan tràn, bây giờ liền 3000 nguyên giới đều không thấy, mục đích của bọn hắn đã thất bại một nửa. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt Tiêu Phàm, vậy mà không phải hắn diện mục thật sự. Nếu như không phải cái kia nhân tộc tu sĩ Hiên Viên Trảm Tiên nhận ra được, cái kia một khi phi tiên thánh cảnh kết thúc sau, bọn họ muốn tìm Tiêu Phàm báo thù cũng không tìm tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu không đem 3000 nguyên giới giao ra, bản đế đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Thái Ất lạnh như băng nói. Ta nói, 3000 nguyên giới không ở trên người ta, huống hồ, coi như ở trên người ta, ta cần ngươi thả qua sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Chỉ một thoáng, khuôn mặt của hắn một trận nhúc nhích, sau đó khí tức trên thân cũng phát sinh cải biến. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này, lại không ít người bỗng trận to hai mắt, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Hồng Trần, một đạo tiếng kinh hô vang lên,
Lại là Đế Thái Ất, sau lưng cách đó không xa Ma Thái Hư kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Một phương hướng khác, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong cũng đồng thời lên tiếng kinh hô. Lúc trước chính là bọn họ ba người tự tay diệt đi Tiêu Phàm, liền vạn tộc thiên tài bảng bên trên danh tự đều biến mất, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Ngày đó ba người các ngươi không có giết chết ta, ta nhất định sẽ trở thành cho các ngươi ác mộng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn xem ba người nói. Từ khi Hiên Viên Trảm Tiên báo ra Tiêu Phàm danh tự, Tiêu Phàm đã không cần thiết giấu giếm mình là Kiếm Hồng Trần thân phận. Kiếm Hồng Trần là Tiêu Phàm là Kiếm Hồng Trần, việc này chỉ cần là có mặt mũi nhân tộc cường giả, đều biết, giấu giếm bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, một cỗ ý lạnh từ trên lòng bàn chân thăng đỉnh đầu. Chẳng biết tại sao, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lúc, có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Kiếm Hồng Trần, hắn liền là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ tứ Kiếm Hồng Trần. Các ngươi nhìn, vạn tộc thiên tài bảng bên trên, lại xuất hiện Kiếm Hồng Trần cái tên này, nhất định là thực. Kiếm Hồng Trần vậy mà không chết, còn trở thành thế hệ này người thứ nhất. Đám người đột nhiên sôi trào lên, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Kiếm Hồng Trần, cái tên này, đối với mọi người mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Vạn tộc thiên tài bảng đệ tứ, một thế này trẻ tuổi một đời người thứ nhất, cùng rất nhiều danh hào, muốn cho bọn họ coi nhẹ cũng khó khăn. Công tử lại chính là Kiếm Hồng Trần. Nơi xa một chỗ trong cổ lâm, Kim Cốt Đế ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như nói trước đó thần phục Tiêu Phàm, ở sâu trong nội tâm bao nhiêu còn có một chút không cam lòng, nhưng là giờ này khắc này, Kim Cốt Đế lại không bất luận cái gì khúc mắc, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính sợ Tiêu Phàm. Một thế này, một cái duy nhất có thể cùng lịch của vạn tộc thiên tài giao phong tuyệt thế thiên kiêu, có thể nào không được người tôn kính đây? Đế Thái Ất đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như nói trước đó hắn chỉ là lo lắng Tiêu Phàm đứng ở hỗn độn nguyên thú một phương, như vậy hiện tại, hắn lại là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Nhất là Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát ba người, bởi vì Tiêu Phàm xâm nhập vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư, tên của bọn hắn lần là lui về phía sau một cái thứ tự. Ba người trên người nhấc lên một cỗ như có như không chiến ý, nếu như không phải lúc này đối thủ là hỗn độn nguyên thú, ba người bọn họ nhất định sẽ tìm Tiêu Phàm phiền phức. Tiểu tử, trên người ngươi thế nào sẽ có sát lục nguyên giới khí tức? Đột nhiên, hỗn độn nguyên thú lời nói cắt đứt mọi người suy nghĩ, ánh mắt lần nữa ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Sát lục nguyên giới, Tiêu Phàm lộ ra sáng tỏ thông suốt, khẽ gật đầu nói, nguyên lai ta lúc đầu tiến vào bọt khí thế giới gọi là sát lục nguyên giới a. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, có thể tiến vào bọt khí thế giới Tiêu Phàm, để đám người phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Cái kia sát lục nguyên giới bản nguyên lực lượng bị ta chiếm được, cái kia bọt khí thế giới cũng liền tự hành tiêu tán. Tiêu Phàm tập trung ý chí, nói như vậy, về phần mặt khác nguyên giới, ta nghĩ đi vào, đáng tiếc vào không được. Đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn họ muốn biết Tiêu Phàm có nói láo hay không. Thế nhưng là, tất nhiên Tiêu Phàm không có cướp đi còn dư lại nguyên giới, cái kia 3000 nguyên giới là ai cướp đi đây? Mấy vị, tất nhiên 3000 nguyên giới không thấy, vậy kế tiếp mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đế Thái Ất đột nhiên sắc mặt âm trầm nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói. Bộ dáng kia, lộ ra một cỗ ngoan sắc, nơi nào còn có phía trước e ngại cùng nhát gan. Hiển nhiên, Đế Thái Ất bọn họ vì kỳ địch lấy yếu, mới vừa mọi thứ đều là giả ra đến cho hỗn độn nguyên thú nhìn. Cũng tốt. Hừ, hỗn độn bản nguyên, bản đế muốn. Vậy cũng chưa hẳn. Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát đám người nhất thời lạnh rên một tiếng, lẫn nhau phòng bị nhìn đối phương, nơi nào còn có phía trước thông đồng. Đấu chi bản nguyên đã không ở nó trên người, ta rời khỏi. Trầm mặc thật lâu, Thánh Nhân Hoàng quay người hướng về nơi xa thối lui, không tham dự nữa Đế Thái Ất bọn họ cùng hỗn độn nguyên thú sự tình. Thần Ma Tử, ngươi đây. Đế Thái Ất cau mày nhìn xem một mực trầm mặc không nói Thần Ma Tử nói. Từ đầu đến cuối, Thần Ma Tử đều không nói một câu, tựa như tất cả những thứ này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Các ngươi chơi à, Thần Ma Tử hờ hững để lại một câu nói, gần như đồng thời tại chỗ biến mất, từ đầu đến cuối, đều không có mấy người thấy qua hắn chân thực dung mạo. Các ngươi chơi à, đám người nghe nói như thế, lập tức khóe miệng giật một cái,
Cái này thần ma tử có vẻ như cũng quá cuồng rồi a hát, chẳng lẽ hắn thấy, cùng hỗn độn nguyên thú chém giết, vẻn vẹn chỉ là chơi mà thôi. Hay là nói, hắn hoàn toàn liền không có đem hỗn độn nguyên thú để ở trong mắt. Theo thần ma tử rời đi, ma thái hư đám người lại là ngươi xem lấy ta nhìn vào ngươi, có loại bị người tính toán cảm giác. Bọn họ làm sao vẫn không rõ, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ là đế thái ất trong tay bọn họ quân cờ mà thôi, làm cho hỗn độn nguyên thú gọi đến 3.000 nguyên giới. Nhưng bây giờ, 3.000 nguyên giới biến mất, bọn họ cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, trở thành tiện tay vứt bỏ rác rưởi. Đám người giận mà không dám nói gì, nếu như không phải kiêng kỵ đế thái ất bọn họ dâm nguy, đoán chừng đã sớm động thủ. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền nhìn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hết sức thoát khỏi cùng đế thái ất bọn họ liên quan. Đám người không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm ánh mắt quá độc ác. Đây là chuẩn bị cùng hỗn độn nguyên thú ngả bài sao? Có người khẽ nói. Mọi người nhìn về phía hỗn độn nguyên thú ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, từ vừa mới bắt đầu, hỗn độn nguyên thú cũng chỉ là bị tính toán đối tượng mà thôi. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn thật sâu hỗn độn nguyên thú một cái, trong lòng âm thầm nhẹ giọng nói, ngả bài. Cái kia 3.000 nguyên giới vốn là hỗn độn nguyên thú sáng tạo, chẳng lẽ bọn chúng biến mất, hỗn độn nguyên thú còn không cảm ứng được sao? Vẫn là thánh nhân hoàng cùng thần ma tử nhìn minh bạch. 3.000 nguyên giới vốn liền thuộc về hỗn độn nguyên thú, mặc dù hỗn độn nguyên thú thực lực quá yếu, đã mất đi đối 3.000 nguyên giới khống chế, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết 3.000 nguyên giới phát sinh cái gì. Hỗn độn nguyên thú đã sớm biết đế thái ất bọn họ ở mưu tính hắn 3.000 nguyên giới, cho nên hắn cũng là cố ý triệu hoán 3.000 nguyên giới. Làm thánh nhân hoàng cùng thần ma tử bọn họ biết rõ 3.000 nguyên giới biến mất sau, bọn họ đương nhiên sẽ không liên thủ tiếp ứng phó hỗn độn nguyên thú. Hơn nữa, tu sĩ khác đồng minh cũng trong nháy mắt tự sụp đổ. Kể từ đó, hỗn độn nguyên thú đối thủ cũng chỉ còn lại có đế thái ất, huyền phệ, cửu linh cùng thiên sát 4 người. Lấy 4 người bọn họ thực lực, cho dù lại làm sao nghịch thiên, đoán chừng cũng không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ, mà hết thảy này cũng đã sớm ở hỗn độn nguyên thú trong dự liệu. Đương nhiên, về phần 3.000 nguyên giới làm sao biến mất, đoán chừng liền độn nguyên thú bản thân cũng không biết. Nhưng là, nó còn có thể lờ mờ cảm ứng được 3.000 nguyên giới tồn tại, chỉ phải giải quyết đế thái ất bọn họ những phiền toái này, hắn có đầy đủ tự tin tìm về 3.000 nguyên giới. Chúng ta 4 người hợp lực giết hắn, về phần hỗn độn bản nguyên, đều bằng bản sự. Đế thái ất nhìn chăm chú huyền phệ 3 người nói. Tốt, 3 người không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Đế thái ất mặc dù ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 2, có thể bọn hắn cũng đều là đệ ngũ, đệ lục cùng đệ thất, cho tới bây giờ không cho là mình không kém gì người. Chỉ cần giết chết hỗn độn nguyên thú, bọn họ đều có rất lớn cơ hội tìm được hỗn độn bản nguyên. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi lắc đầu, chậm rãi hướng về nơi xa thối lui, 5 người này đại chiến, chắc chắn là thiên băng địa liệt, hắn cũng không muốn bị cuốn đi vào. Hắn dư quang lại liếc mắt nhìn phi tiên phong cấm trận kết giới, đoán chừng cũng liền 5-6 ngày, liền sẽ thu nhỏ ở đây, đến lúc đó, bọn họ liền muốn tìm kiếm nghĩ cách phá mở kết giới. Bằng không mà nói, bọn họ cũng phải bị phi tiên phong cấm trận kết giới xé nát. Giết! Mấy tiếng gầm thét đồng thời vang lên, đế thái ất bọn họ cuối cùng vẫn là xuất thủ, 3.000 nguyên giới bọn họ không chiếm được, có thể hỗn độn nguyên thú bản thân liền ẩn chứa hỗn độn bản nguyên. Chỉ cần giết hắn, liền có thể lấy được hỗn độn bản nguyên chi lực, phải biết, bản nguyên chi lực thế nhưng là thánh tôn cảnh cường giả mới có thể cảm ngộ lực lượng a. Đừng nói thánh đế cảnh tu sĩ, chính là thánh tôn cảnh đoán chừng cũng phải kiếm được đầu rơi máu chảy. Có thể nói, hỗn độn bản nguyên chi lực, chính là phi tiên thánh cảnh cơ duyên lớn nhất. Giống, hỗn độn nguyên thú tức giận gào thét một tiếng, 10 trượng thân thể 10 điểm linh hoạt, lách mình liền xuất hiện ở đế thái ất bên người, nâng lên cái kia to lớn móng vuốt, một bàn tay đem đế thái ất hất bay ra ngoài. Đế thái ất chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, trong miệng không ngừng ho ra máu, đang lùi lại quá trình bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên biến hóa, biến thành một đầu dài khoảng 10 trượng tử kim thần long. Hắn toàn thân hiện lên tử kim sắc, chiếu lấp lánh, đoạt người nhãn cầu, tản ra một cỗ chí tôn quý khí. Ở bụng của hắn, càng là sinh ra ngũ trảo, dữ tợn hung mãnh, sắc bén dị thường. Ngũ trảo tử kim thần long, Tiêu Phàm hít hít hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đế thái ất bản thể dĩ nhiên là ngũ trảo tử kim thần long.
Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát nhìn thấy Đế Thái Ất bị oanh bay, sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại. Chỉ thấy Huyền Phệ thân thể một trận biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái mấy chục trượng lớn huyền vũ, màu xanh đen mai rùa phía trên hiện đầy lít nha lít nhít mà phức tạp đường vân. Ở tại trên lưng, lượn vòng lấy một đầu đen nhánh mãng xà, toàn thân giăng đầy vảy giáp màu đen, lấp lóe lấy chấn động tâm hồn u mang, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, khủng bố dị thường. Huyền Vũ nhất tộc, bản thể chính là huyền quy cùng huyền rắn đồng thể, một công một thủ, ở Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch chi lực đoán chừng cũng không thấp. Mà cái kia một mực bọc lấy áo bào đen, lời nói không nhiều Cửu Linh, sau lưng lại là hiện ra chín đạo ma ảnh, mỗi một đạo ma ảnh đều tản ra khí tức đáng sợ. Cửu Linh, đây là luyện hóa chín loại cường đại thần linh linh hồn, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị, thực lực không ở Huyền Phệ phía dưới. Về phần tên kia là Thiên Sát tu sĩ, lại là biến thành một đầu 30 trượng cao huyết sắc cự lang, toàn thân thiêu đốt lấy cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm, giống như ngâm trong máu tươi một dạng. Hắn nghe răng trợn mắt, lộ ra một cỗ không gì sánh được hung lệ chi khí, để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Lang tộc, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, những cái này lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên không có một cái nào bình thường hạng người. Lúc này, bốn người này biến thành bản thể, tùy tiện một người tu vi đều không kém gì thánh đế cảnh trung kỳ, lấy bọn hắn thiên phú, đoán chừng bình thường thánh đế cảnh hậu kỳ cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Bây giờ bốn người liên thủ, có lẽ thật vẫn có cơ hội cùng thánh đế cảnh đỉnh phong hỗn độn nguyên thú một trận chiến. Dù sao, hỗn độn nguyên thú bây giờ cũng vô pháp điều động 3.000 nguyên giới, hơn nữa vừa mới khôi phục thánh đế cảnh đỉnh phong, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đồng loạt ra tay, Đế Thái Ất nổi giận gầm lên một tiếng, tứ hung đồng thời nhào về phía hỗn độn nguyên thú. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hỗn độn nguyên thú khinh thường nhìn bốn người một cái, há mồm phun một cái, từng đạo quang cầu lập tức từ trong miệng hắn bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, số lượng nhiều, căn bản để cho người ta tránh không kịp. Đế Thái Ất bốn người còn chưa tới gần, liền bị những cái kia quang cầu đánh trúng, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không máu tươi bay vụt, vô cùng thê thảm. Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ quanh thân lân giáp chóc ra không ít, máu me đầm đìa, mà Cửu Linh chín đạo ma ảnh lại là ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Thiên Sát tức thì bị quả cầu ánh sáng kia xuyên thủng mấy chục cái huyết động, máu tươi chảy xuôi mà xuống, cực kỳ kinh khủng. Một chiêu liền bại, đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là hỗn độn nguyên thú thực lực sao? Quả nhiên không hổ là thần thú bảng xếp hạng đệ tứ thần thú, căn bản không phải cấp thấp tu sĩ có thể đối đầu. Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ mấy người trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn nghĩ, cho dù hỗn độn nguyên thú có mạnh hơn, cũng không khả năng dễ dàng như thế đánh bại bọn hắn mới đúng a. Mấy người giờ mới hiểu được, vì sao thần ma tử cùng thánh nhân hoàng hai người thối lui ra khỏi, bọn họ đoán chừng đã sớm biết hỗn độn nguyên thú khủng bố. Nếu như những người khác cùng nhau hỗ trợ, bọn họ quả thật có thể đánh giết hỗn độn nguyên thú, nhưng là bây giờ bằng vào bọn họ 6 người, muốn chiến thắng hỗn độn nguyên thú, cơ hội quá xa vời. Chết đi, đáng tiếc, hỗn độn nguyên thú căn bản không cho bốn người cơ hội, bốn đạo lăng lệ công kích gào thét mà ra. Thình thịch mấy tiếng, bốn người đồng thời bị cỗ lực lượng kia tung bay, xương cốt phá toái thanh âm vang lên. Bọn họ cùng hỗn độn nguyên thú ở giữa chênh lệch quá xa, căn bản không phải đối thủ. Tiêu Phàm biết rõ hỗn độn nguyên thú rất đáng sợ, nhưng hắn không nghĩ tới nó khủng bố như vậy, cho dù là hắn, cũng không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ. Đi, Đế Thái Ất nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tử kim lưu quang, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, lại cũng không có bất luận cái gì dũng khí cùng hỗn độn nguyên thú chiến đấu. Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát ba người cũng rất tinh minh, nhìn thấy Đế Thái Ất chạy, bọn họ cũng tốc độ càng phải nhanh mấy phần. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng muốn vây công hỗn độn nguyên thú Đế Thái Ất bốn người, đã không thấy bóng dáng. Chạy! Đám người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, chẳng ai ngờ rằng, Đế Thái Ất bọn họ vậy mà lại chạy trốn. Nếu như hỗn độn nguyên thú đuổi theo thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là, hỗn độn nguyên thú cũng không có truy ý muốn giết bọn họ, ngược lại sắc mặt khó coi nhìn bốn phía tu sĩ. Đám người đối Đế Thái Ất bốn người hận thấu xương, coi bọn họ là làm quân cờ thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn đem cái này cục diện rối rắm lưu cho bọn hắn. Hiện tại hỗn độn nguyên thú chính đang lửa giận lên đầu, vạn nhất đem bọn họ diệt sạch đây. Trong lúc nhất thời,
Ở đây tu sĩ đều trở nên khẩn trương lên, nín thở ngưng thần hướng về hỗn độn nguyên thú. Nếu như nói ở đây còn có người thần sắc tính bình tĩnh mà nói, chỉ có thần ma tử, thánh nhân hoàng, cùng Tiêu Phàm. Nhất là thần ma tử, đám người căn bản không nhìn thấy khuôn mặt, đám người chỉ biết là hắn là lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, nhưng ai đều không biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Tính toán ta, cũng có phần của các ngươi sao không chạy? Hỗn độn nguyên thú không có tùy tiện xuất thủ, mà là lạnh như băng hướng về thần ma tử cùng thánh nhân hoàng. Thần ma tử thấy không rõ khuôn mặt, bất quá đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn thong dong. Mà thánh nhân hoàng lại là ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, nói cho dù chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Xem ra ngươi rất tự biết mình, hỗn độn nguyên thú cười lạnh nói, thánh nhân hoàng tự biết không địch lại, cái này khiến trong lòng của hắn trộm sảng khoái. Nhưng mà, thánh nhân hoàng lại là nhàn nhạt lắc đầu, nói không, ta là nói bọn họ trốn không được bao nhiêu. Về phần ta sở dĩ không chạy, là bởi vì không cần thiết chạy. Hỗn độn nguyên thú hai mắt ngưng tụ, bắn ra một vòng hung sát chi khí, xâm nhiên hướng về thánh nhân hoàng. Không cần thiết chạy trốn. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể là đối thủ của ta hay sao? Ngay cả Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, đế thái ất thế nhưng là xếp hạng vạn tộc thiên tài bảng người thứ hai, thánh nhân hoàng mới là người thứ ba a, làm sao cảm giác thánh nhân hoàng thực lực so đế thái ất còn muốn mạnh hơn a? Xếp hạng dĩ nhiên là một mặt, nhưng là thực lực chân chính, chưa hẳn đúng như xếp hạng một dạng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất quá, hắn cũng rất tò mò, cái này thánh nhân hoàng rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới cùng hỗn độn nguyên thú một trận chiến. Chí ít, hắn Tiêu Phàm là tuyệt không có khả năng là hỗn độn nguyên thú đối thủ, hắn cũng không tin thánh nhân hoàng có thể chiến thắng hỗn độn nguyên thú, dù sao giữa hai người chênh lệch cảnh giới bày ở cái kia. Ngươi chính là suy nghĩ một chút như thế nào phá mở phi tiên phong cấm trận a, một khi kết giới tới gần, ai đều không sống nổi. Thánh nhân hoàng đạm mạc nói. Hỗn độn nguyên thú nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trận này vốn chính là dùng để vây khốn hắn, hỗn độn nguyên thú tự nhiên biết rõ trận pháp này khủng bố. Trong các ngươi có người trộm đi 3000 nguyên giới, dẫn đến không cách nào chống đối phi tiên phong cấm trận lực lượng, muốn phá giải phi tiên phong cấm trận, nhất định phải tìm tới 3000 nguyên giới. Thở sâu, hỗn độn nguyên thú suy nghĩ một chút nói. Hiển nhiên, muốn chống đối phi tiên phong cấm trận rào sát, nhất định phải tìm tới 3000 nguyên giới. 3000 nguyên giới ở đâu, người mới có thể cảm ứng được. Thanh âm sâu kín từ thần ma miệng bên trong truyền ra. Hỗn độn nguyên thú nháy mắt, hướng phía trước phóng ra một bước, mặt đất chấn động mãnh liệt lay động, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nói, sát lục nguyên giới ở chỗ này. Giao ra 3000 nguyên giới, ta tự sẽ cảm ứng được mặt khác nguyên giới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, vì mọi người an toàn cân nhắc, giao ra sát lục nguyên giới a. Không sai, một cái sát lục nguyên giới mà thôi, có thể cứu mọi người tính mệnh, cớ sao mà không làm đây? Còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chết ở chỗ này sao? Một cái sát lục nguyên giới liền có thể cứu mọi người, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đám người lập tức nhao nhao chỉ Tiêu Phàm, có càng là vênh váo hống hách nói. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Phàm giao ra sát lục nguyên giới là đương nhiên sự tình, không có chút nào bất luận cái gì cảm giác áy náy. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, lại là nhìn thấy Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong mấy người gọi hung nhất, bọn họ thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm ăn thiệt thòi. Nếu là Tiêu Phàm giao ra sát lục nguyên giới, Tiêu Phàm thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, ba người bọn họ liền nhiều hơn một phần phần thắng. Giao ra sát lục nguyên giới có thể cứu bọn hắn mệnh. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói. Hỗn độn nguyên thú lông mày nhíu lại, trầm giọng nói không sai. Nhưng ta vì sao muốn cứu bọn hắn mệnh đây? Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Nơi này người, trừ bỏ Long Vũ cùng Kim Cốt Đế bên ngoài, những người khác cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình. Hắn dựa vào cái gì hy sinh ích lợi của mình, đến cứu bọn họ mệnh đây? Kiếm Hồng Trần, ý của ngươi là muốn thấy chết không cứu? Không đợi hỗn độn nguyên thú mở miệng, xa xa Ma Thái Hư lập tức cười giận dữ nói. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu không giao ra sát lục nguyên giới, đây là bức bách chúng ta giết ngươi, chiếm lấy sát lục nguyên giới sao? Phượng Trung Hoàng cũng mặt âm trầm, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Những người khác cũng là ngươi một lời, ta một câu. Tiêu Phàm lại giống như vạn cổ thanh tùng, đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho đám người làm sao phẫn nộ,
tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Thật lâu, có một ít người càng là chán phóng khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Đều nói xong, Tiêu Phàm khí định thần nhàn, hí ngược ánh mắt từ những cái kia sao động đám người trên người đảo qua. Đám người hơi kinh ngạc nhìn xem, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lúc này lại còn có thể bình tĩnh như thế. Nếu như ta nói, ta có phương pháp rời đi giới này, các ngươi tin sao? Tiêu Phàm mỉm cười, con ngươi lại là vô cùng băng lãnh. Lời này vừa nói ra, đám người một trận kinh ngạc, tất cả đều ngừng thân hình. Nếu như Tiêu Phàm thực có biện pháp nào rời đi, giờ phút này đắc tội Tiêu Phàm, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng? Nhưng mà, Ma Thái Hư lại là trước tiên phản bác, ngươi một câu, chúng ta liền phải tin tưởng ngươi, nói miệng không bằng chứng, ngươi nếu thật có biện pháp rời đi, hiện tại liền có thể mang theo mọi người rời đi. Mặt khác không ít người cũng khe gật đầu, bọn họ cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm. Hỗn độn nguyên thú nói ngươi tin, ta nói cũng không tin. Tiêu Phàm không chút kiêng kỵ nở nụ cười, lạnh lùng nhìn xem Ma Thái Hư nói, ta lời nói để ở chỗ này, ai cũng có thể rời đi, nhưng ngươi Ma Thái Hư, là không thể nào rời đi phi tiên thánh cảnh. Ngươi, Ma Thái Hư biến sắc, vừa muốn nói gì, lại lần nữa bị Tiêu Phàm cắt ngang. Các ngươi có thể đứng ở Ma Thái Hư một phương, nhưng phải làm cho tốt lưu lại chuẩn bị. Tiêu Phàm lại đảo qua đám người, khinh thường nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, đúng rồi, các ngươi có thể coi như đây là uy hiếp. Hắn có được cửu u địa ngục lối vào, tùy thời đều có thể rời đi phi tiên thánh cảnh, tương đương với có được một tấm bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Nhưng là, hắn cũng không phải ngu xuẩn người lương thiện, sẽ thiện lương đến liền nhiều lần nghĩ muốn giết mình cửu nhân đều đi cứu. Nói xong, không ít người nhao nhao lui ra phía sau, rời xa Ma Thái Hư, ở tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, đều bị bọn họ quên hết đi. Kiếm Hồng Trần, ngươi đừng muốn cản rỡ, lần trước không giết chết ngươi, lần này xem ngươi làm sao có thể trốn. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tức giận thanh âm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Phượng Trung Hoàng tử trong đám người đi ra, quanh thân thiêu đốt lấy hừng hực sát ý, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một bộ áo dài trắng ngọc Lâm Phong cũng hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy tước về sau, hai người liền cùng Ma Thái Hư đứng thành một hàng, khí thế bàng bạc hướng về Tiêu Phàm gào thét đi. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, cong thành một đạo quỷ dị độ cong, bình tĩnh nói, vừa vặn ta cũng muốn mau sớm giải quyết ân oán giữa chúng ta, các ngươi đều không có ý kiến chớ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm nhìn về phía toàn trường tu sĩ khác nói. Tất cả mọi người không có mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, Kiếm Hồng Trần cho dù là mạnh, cũng không khả năng là Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong đối thủ. Dù sao, ba người bọn họ cũng là vạn tộc thiên tài bảng 20 người đứng đầu nhân vật. Bây giờ càng là đột phá đến thánh đế cảnh, cùng vạn tộc thiên tài bảng 10 hạng đầu ở giữa chênh lệch cũng san bằng rất nhiều, lấy một địch ba, Tiêu Phàm lại làm sao có thể thắng đây? Tiêu Phàm nếu là bại, bọn họ liền có thể lấy được Tiêu Phàm trên người sát lục nguyên giới. Đến lúc đó giao cho hỗn độn nguyên thú tìm tới mặt khác 3.000 nguyên giới tồn tại, dùng để đối kháng phi tiên phong cấm trận kết giới, bọn họ liền cứu được. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ tới, nếu là hỗn độn nguyên thú chiếm được 3.000 nguyên giới, há lại sẽ thực cứu bọn họ đây. Yên tâm đi, không có sẽ ngăn cản ngươi chịu chết. Ma Thái Hư cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm một phương hướng khác, Phượng Trung Hoàng cũng là như thế. Ba người thành tam giác chi thế, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Một màn này, Tiêu Phàm cảm giác biết bao quen thuộc. Lần trước hắn bị ba người vây công, không thể không vỡ nát hư không, cuối cùng mình bị trục xuất vô ngần hư vô. Cũng may bản thân vận khí không tệ, cuối cùng tiến nhập tiên linh tộc thí luyện cổ lộ, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng vĩnh viễn mê thất ở trong hư vô. Ngày hôm nay, tất cả mọi người xưa đâu bằng nay, đột phá đến thánh đế cảnh. Thực lực tự nhiên là gấp mấy lần so đại đế cảnh đỉnh phong. Nhìn xem đối diện tràn đầy tự tin ba người, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn không biết Ma Thái Hư ba người tiến bộ làm sao, có thể hắn rất biết mình tiến bộ. Xòe bàn tay ra, Tu La Kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, quỷ dị chính là, Tu La Kiếm đã không còn là diêm rúa huyết sắc, thậm chí không thấy bất luận cái gì quang trạch. Ngược lại nhìn qua đục không chịu nổi, huyết sắc cũng thiếu một phần yêu diễm, nhiều hơn một phần nội liễm. Còn lượn lờ từng tia màu vàng nhạt vầng sáng, nhìn qua huyền diệu hết sức. Không hổ là hỗn độn nguyên kim,
Vậy mà để Tu La Kiếm liền nhanh như vậy tấn thăng đến đỉnh cấp thánh giai pháp bảo, khoảng cách thánh tôn pháp bảo chỉ có cách xa một bước. Cảm nhận được Tu La Kiếm biến hóa, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Hắn 10 điểm chờ mong, Tu La Kiếm bây giờ có thể có được như thế nào uy lực. Âm Dương Phân Giới Thủ, Huyết Ngục Hỏa Độc Trưởng, Thái Hư Chấn Thiên Ấn. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người đồng thời chán phóng khí tức mạnh mẽ, bá đạo công kích tuôn hướng Tiêu Phàm. Lần trước bị Tiêu Phàm trốn qua một kiếp, bọn họ cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm, một xuất thủ là được toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh, tựa như đã sớm đoán đến một bước này, làm ba người tới gần thời khắc, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ong ong tương đương, một đạo huyền diệu năng lượng ba động từ trên người hắn tản ra, trong nháy mắt quét trúng Ma Thái Hư ba người thân thể khẽ run lên, công kích kiêu y thế cũng trong nháy mắt thấp ba thành. Tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, cước bộ của hắn nhanh chóng biến hóa, sau lưng sớm đã hiện ra một đạo đen nhánh ma ảnh. Hồng hộc một tiếng, chỉ thấy ma ảnh kia đột nhiên tay cầm binh khí hung hăng hướng về ba người nổi giận chém mà xuống. Trảm Hồn Thất Ma Đao, thôi động nguyên lực thi triển cổ thuật cùng cổ pháp, uy lực so thần lực lại muốn mạnh gấp 10 có thừa, đây chính là thánh đế cảnh cường đại. Phốc phốc, hư không ba đạo huyết kiếm bắn ra, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, trọng trọng đập xuyên mấy ngọn núi mới dừng lại. Đám người nhìn thấy một lần này mộ, tất cả đều trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Đây chính là vạn tộc thiên tài bảng phân biệt xếp hạng thứ 11, thứ 12 cùng thứ 15 Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong A. Vẹn vẹn một đòn, liền bị đánh bại. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người làm sao cũng sẽ không tin tưởng, đây quả thực thật là đáng sợ. Mạnh, không thể tưởng tượng nổi mạnh. Nơi xa, Thánh Nhân Hoàng, Hỗn Độn Nguyên Thú đều mí mắt một trận cuồng loạn, thậm chí nửa đường phản hồi, trốn ở trong tối đế thái ất bọn bốn người cũng là kinh hãi không thôi. Nhất là Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát ba người, bọn họ cũng nhiều nhất một đối một ổn chiếm thượng phong mà thôi. Nếu như một đối ba, bọn họ tuyệt không phải đối thủ, tự nhiên càng thêm không có khả năng đánh bay Ma Thái Hư ba người. Đừng nói bọn họ, chính là Ma Thái Hư ba người, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ở đại đế cảnh đỉnh phong, ba người bọn họ hợp lực, có thể ổn áp Tiêu Phàm không có lực phản kháng chút nào, thậm chí kém chút giết Tiêu Phàm. Bây giờ đột phá thánh đế cảnh, đám người ở giữa chênh lệch hẳn là vô hạn rút nhỏ mới đúng a, làm sao có thể không phải Tiêu Phàm một đòn địch đây? Đây cũng là ba cái nguyên tuyển lực lượng sao? Tiêu Phàm cũng bị bản thân mới vừa một đòn cho khiếp sợ đến. Trảm Hồn Thất Ma Đao, chỉ là nắm giữ một loại yếu hơn cổ pháp mà thôi, còn không phải hắn cường đại nhất cổ pháp cùng cổ thuật công kích. Hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân thi triển 3000 thế giới cùng hỗn độn trảm thiên kiếm những cái này cổ pháp cùng cổ thuật lúc, uy lực sẽ đạt tới trình độ nào. Theo Tiêu Phàm nguyên lực tiêu hao, ba cái nguyên tuyển lập tức bắt đầu nhanh chóng thôn phệ trong trời đất nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm thể nội nguyên lực liền khôi phục hoàn toàn. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thân hình lần nữa động, chỉ thấy hắn chia ra làm bốn, ba bộ linh hồn phân thân phân biệt phóng tới Ma Thái Hư ba người vị trí. Ở đoàn người trong ánh mắt kinh ngạc, ba bộ linh hồn phân thân dẫn theo Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người máu me đầm đìa thân thể, như ném rác rưởi một dạng ném ở trước mặt Tiêu Phàm. Liền choáng, quá không chịu nổi, Tiêu Phàm hờ hững lắc đầu. Quá không chịu nổi. Đám người khóe miệng giật một cái, không phải Ma Thái Hư ba người bọn họ không trải qua chơi, mà là ngươi quá biến thái tốt à. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một vệt sáng bao phủ Ma Thái Hư ba người lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại, hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này chính là các ngươi muốn giết ta lực lượng. Tiêu Phàm bĩu môi nhìn xem ba người, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Có bản lĩnh giết chúng ta. Ma Thái Hư mặt âm trầm, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn còn có thể trông xuống Tiêu Phàm, mà lần thứ hai gặp gỡ Tiêu Phàm liền có thể cùng hắn tương đương nhau. Lần thứ ba, hắn cùng Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong liên thủ mới ổn áp Tiêu Phàm một đầu. Mà cái này lần thứ tư, hắn thậm chí ngay cả Tiêu Phàm một đòn đều không chịu nổi, loại đả kích này, đối với Ma Thái Hư mà nói, quá lớn. Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong cũng giống như thế, đã từng huy hoàng cùng kiêu ngạo, bị Tiêu Phàm một đòn đánh nát bấy,
Bọn họ liền đầu đều cũng không ngẩng lên được. Giết các ngươi, vậy quá tiện nghi các ngươi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó bóp tay đánh ra mấy đạo thủ ấn tiến nhập ba người thể nội, lơ đãng nói, từ giờ trở đi, các ngươi thay ta kéo xe à. Từ giờ trở đi, các ngươi thay ta kéo xe à. Tiêu Phàm bình thản ngữ quanh quẩn tại hư không, lại giống như một chuôi đao nhọn một dạng cắm ở Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người ngực. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bị Tiêu Phàm lời nói cho khiếp sợ đến. Để Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong cho ngươi lôi kéo. Ngươi nha thật đúng là không phải bình thường to gan lớn mật, đây là muốn đem ba người sau lưng chủng tộc đều đắc tội triệt để a. Phải biết, ba người thế nhưng là Long Phượng tộc ba đại chủng tộc lão tổ tông cấp bậc nhân vật, hiện tại Thái Cổ Ma Long chờ ba đại chủng tộc lão tổ, đều có thể phải gọi ba người bọn họ một tiếng tổ tông đây. Để ba người kéo xe, quả thực so giết bọn hắn còn muốn cho ba người khó chịu. Ba người có loại hộp máu xúc động, chỉ có thể hung tợn hướng về Tiêu Phàm, nhưng để cho bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ muốn mở miệng nói chuyện, làm thế nào đều không nói được. Các ngươi phục sao? Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát ba người, đạm mạc nói, phục mà nói, liền quỳ xuống. Phù phù. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người không chút do dự phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, thiếu chút nữa thì đầu dạp xuống đất. Ba người nội tâm tuyệt vọng hết sức, bởi vì bọn hắn muốn tự sát đều không thể làm được, cố thân thể này đã không thuộc về bọn hắn. Tiêu Phàm ở trong cơ thể của bọn họ loại cấm thần tỏa hồn ấn, ba người thân thể bây giờ thuộc Tiêu Phàm chi phối, nơi nào còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là để bọn hắn quỳ xuống, chính là để bọn hắn đi đứt cứt, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Xem ở ba người các ngươi coi như thành tín phân thượng, tha các ngươi bất tử. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, phất tay, từng đầu xiềng xích bắn ra, ngay sau đó vây ở Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba cái trên người. Hậu phương càng là xuất hiện một cỗ kim sắc loan giá, ba trên người xiềng xích giữ chặt loan xa, một con rồng hai phượng, được không bá khí. Ngang tương đương, lệ tương đương, Ma Thái Hư ba cái ngửa mặt lên trời gào thét lấy, bọn họ muốn giãy giụa, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Hơn nữa bọn họ nghĩ muốn nói, toàn bộ đều biến thành nguyên thủy tiếng thu gầm. Ma Thái Hư một con rồng ở trung ương, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong hai phượng ở riêng hai bên, quanh thân lượn lờ sáng lạng quang mang, sáng chói chói mắt. Mặc dù ba người kéo loan xa cũng không xa hoa, có thể đội hình là quá xa hoa, cho dù thánh tôn cảnh tọa giá, cũng chưa chắc có thể so sánh. Tiêu Phàm không để ý đến ba người giãy giụa, ngược lại mười điểm bình thản ngồi ở loan xa phía trên. Lãnh đạm nhìn xem bốn phía tu sĩ, còn có ai muốn cùng ta tính toán rõ ràng ân oán, bây giờ còn có thời gian. Dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Toàn trường tu sĩ giận mà không dám nói gì, Long Nữ, Huyết Hoàng Nữ, Băng Hoàng Nữ, Hiên Viên Trảm Tiên nhận biết Tiêu Phàm người, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Một đòn liền phế bỏ Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người, đáng sợ như vậy thực lực, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Có lẽ, cũng chỉ có vạn tộc thiên tài bảng ba hạng đầu, có thể ép Tiêu Phàm một đầu. Giờ khắc này, cho dù là thần ma tử, thánh nhân hoàng cùng hỗn độn nguyên thú, cũng trầm mặc. Thần ma tử cùng thánh nhân hoàng cùng Tiêu Phàm không thù, bọn họ đương nhiên sẽ không đứng ra. Ngược lại là hỗn độn nguyên thú, mặc dù hắn không kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, lại là kiêng kỵ Tiêu Phàm tiềm lực, dù cho hắn bản thân là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Hỗn độn nguyên thú vốn không muốn cùng Tiêu Phàm là địch. Chỉ là nghĩ đến 3.000 nguyên giới, hắn lại không thể không đứng ra. Kiếm Hồng Trần, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc, bản tôn đồ vật, ngươi không nên cầm. Hỗn độn nguyên thú phóng ra cái kia kiên cố có lực bước chân, quanh thân hỗn độn nguyên khí lượn lờ, hướng về Tiêu Phàm bước tới. Tiêu Phàm thu liễm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hỗn độn nguyên thú, nói, 3.000 nguyên giới, từ rời đi nhục thân về sau, liền không còn là ngươi đồ vật, nếu như không phải bọn họ tham lam. Có lẽ ngươi sẽ vĩnh thế chấn áp tại nơi này, nói trở lại, ngươi hẳn là cảm kích tiến vào phi tiên thánh cảnh người mới đúng. Hừ, Linh Nha lợi chỉ, hỗn độn nguyên thú lạnh rên một tiếng, sát khí càng ngày càng cường thịnh. Hắn nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế cùng Tiêu Phàm giao thủ, chuẩn bị chờ diệt đi đế thái ất bọn họ về sau mới động thủ, thật không nghĩ đến kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đế thái ất bọn họ đào tẩu không nói, những người khác tạm thời cũng ôm thành một đoàn. Hắn nghĩ phải giải quyết những người này rất phiền phức. Ngược lại là Tiêu Phàm một người,
Hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại, chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm trên người còn có sát lục nguyên giới. Chỉ cần lấy được sát lục nguyên giới, là hắn có thể nghĩ biện pháp đoạt lại mặt khác nguyên giới. Ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, Tu La kiếm nắm trong tay, không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Ở hắn tay trái lòng bàn tay, nắm thời không thiên châu, tùy thời làm xong liều mạng chuẩn bị. Tiêu Phàm mặc dù tự xưng là thực lực không tệ, nhưng hắn cùng hỗn độn nguyên thú ở giữa chênh lệch quả thực quá lớn, ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng không phải người bình thường có thể san bằng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không lùi sau một bước, đối mặt bậc này cường địch, một khi lui lại, cái kia trong lòng kìm nén khẩu khí kia liền sẽ triệt để tản mất, không bao giờ còn có khả năng là đối thủ. Rất dễ bắt nạt, hỗn độn nguyên thú cười lạnh, mỗi đi một bước, hư không đều mãnh liệt run rẩy một cái. Uy thế trùng thiên, ngươi cũng quá để ý mình, giết ngươi, giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Đệ nhất nguyên thú, nguyên lai cũng chỉ là một xẻ khoác lác mặt hàng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, chân trời lại là vang lên một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm. Đám người không hẹn mà cùng nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái mang theo mũ rơm, trần trụi bàn chân nhỏ thiếu niên đạp không đi tới, trên người không có bất kỳ cái gì khí thế, giống như một người bình thường. Là thí, hắn cùng kiếm hồng trần hình như là cùng một chỗ. Có người lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là thí thần, bây giờ, hắn thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Lão đại, đã lâu không gặp, ta tới muộn. Thí thần để trần bàn chân nhỏ đi tới Tiêu Phàm bên người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cũng chưa muộn lắm, Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn thấy thí thần bình yên vô sự, trong lòng của hắn một tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống, người đột phá thánh đế cảnh. Đó là, thí thần vỗ ngực tự tin nói, sau đó đột nhiên quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhìn xem hỗn độn nguyên thú, điềm nhiên nói, ngươi tìm ta lão đại muốn 3000 nguyên giới, có vẻ như ngươi tìm lộn người. Hỗn độn nguyên thú lạnh lùng hướng về thí thần, hắn thực chất bên trong, cùng sâu trong linh hồn cảm nhận được một loại khắc cốt minh tâm cửu hận. Không chờ hắn mở miệng, thí thần đột nhiên nhếch miệng cười nói, ngươi cái kia 3000 nguyên giới, là bị ta luyện hóa. Luyện hóa 3000 nguyên giới, hỗn độn nguyên thú khịt mũi coi thường, trong giọng nói đều là khinh thường, bản tôn 3000 nguyên giới, như thế nào như vậy? Lời còn chưa dứt, hỗn độn nguyên thú trong nháy mắt ngốc trẻ tại nguyên chỗ, con người bỗng nhiên rút thành một cây châm. Toàn trường tu sĩ cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn xem thí thần, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy thí thần chung quanh, đột nhiên hiện lên từng đạo quang mang, những ánh sáng kia ngay sau đó thoát ly thân thể của hắn, ngưng tụ thành nguyên một đám sắc thái rực rỡ bọt khí. Những cái này bọt khí, dường như chứa một cái thế giới chân thật. 3000 nguyên giới, thật lâu, rốt cục có người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quá sợ hãi nói. Nói xong, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một tòa hơi nhỏ hắc kim sắc đồng quan xuất hiện trong tay hắn. Hắc sắc đồng quan nhanh chóng biến lớn, trong vòng mấy cái hít thở, biến thành một trượng 3,3 mét lớn nhỏ, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người, toàn thân lượn lờ hắc kim sắc sương mù, đáng sợ tới cực điểm. Chấn thế đồng quan, hỗn độn nguyên thú liếc mắt một cái liền nhận ra hắc kim sắc đồng quan là vật gì, con người kịch liệt co rút lại mấy lần. Hắn rốt cục không biết, Tiêu Phàm từ đâu tới lực lượng. Có cái này chấn thế đồng quan ở, Tiêu Phàm cho dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn muốn giết Tiêu Phàm, cơ bản cũng là không thể nào. Một khi nguy hiểm, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể trước tiên trốn vào chấn thế đồng quan. Bất quá, hỗn độn nguyên thú lo lắng hơn chính là, Tiêu Phàm thi triển chấn thế đồng quan phát huy thực lực, căn bản không thua hắn. Đệ nhất nguyên thú, ngươi không phải cho là ta lão đại hảo khi dễ, muốn tìm ta lão đại phiền phức sao, còn lo lắng cái gì? Nhìn thấy hỗn độn nguyên thú không nhúc nhích, thí thần lập tức nhìn không được bật cười. Hỗn độn nguyên thú gầm nhẹ mấy tiếng, mặc dù nhìn không ra sắc mặt của hắn biến hóa, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sắc mặt của nó hết sức khó coi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, mặc dù hắn không muốn bại lộ chấn thế đồng quan tồn tại, nhưng hắn càng thêm khó chịu ai cũng coi hắn là quả hồng mềm bóp, bây giờ chấn thế đồng quan dĩ nhiên bại lộ, nhưng nghĩ đến cũng có thể chấn nhiếp đến những người này. Chí ít, bình thường thánh đế cảnh tu sĩ là không dám lại có ý đồ với hắn. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho mọi người, không biết mọi người muốn nghe cái nào trước. Nhìn thấy hỗn độn nguyên thú không nói, thí thần lại nở nụ cười, nhìn chung quanh ở đây tu sĩ nói.
Đám người tự nhiên không dám để ý tới thí thần, xem như cái gì đều không nghe được. Tất nhiên mọi người đều không nói lời, vậy ta trước tiên nói tin tức xấu đi. Thí thần một điểm cũng chưa chắc giới trận, tiếp tục cười híp mắt nói, chỉ cần 7 ngày, phi tiên phong cấm trận kết giới liền sẽ triệt để thu nhỏ, đến lúc đó, các vị ở tại đây, đều phải chết. Mọi người sắc mặt âm trầm, nhìn thấy thí thần cái kia nhìn có chút hả hê bộ dáng, bọn họ rất muốn đem thí thần hung hăng rút một trận. Thế nhưng là, liền hỗn độn nguyên thú đều không làm gì được thí thần, bằng vào bọn họ, là không thể nào là thí thần đối thủ. Tin tức tốt đây, có người khẩn trương sau khi, trong nháy mắt nghĩ tới thí thần nói tới tin tức tốt. Những người khác lập tức cũng hứng thú, thí thần tất nhiên nói như vậy, cái kia hai chuyện này tất nhiên là tương quan liên hệ, có lẽ thí thần có biện pháp giúp mọi người tránh thoát một kiếp cũng khó nói. Tin tức tốt là, chấm ngoặc kép, thí thần cố ý kéo dài lấy thanh âm, chỉ trước mắt mình màn sáng nói, các ngươi nhìn thấy cái này 3000 nguyên giới hình thành màn sáng sao? Đám người đờ đẫn gật đầu, không biết thí thần là ý gì. Này màn sáng bên trong, phi tiên phong cấm trận kết giới không đến gần được, chỉ cần 2 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, tất cả mọi người có thể truyền tống ra phi tiên thánh cảnh. Thí thần cười híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn chằm chằm thí thần, không, chuẩn xác mà nói, là hướng về thí thần chung quanh 3000 nguyên giới màn sáng. Đám người hận không thể lập tức tiến vào màn sáng bên trong, đáng tiếc, không có thí thần cho phép, bọn họ là không thể nào tiến vào được. Bọn họ biết rõ, thí thần khẳng định không có nói láo, bởi vì vừa bắt đầu hỗn độn nguyên thú cũng cho là như vậy. Lão đại, thí thần lúc này vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hiểu ý, mang theo chấn thế đồng quan, một roi quất vào ma thái hư ba người bọn họ trên người, thân hình ba người lóe lên, kéo động lên loan xa, trong nháy mắt bước vào màn sáng kia. Những người khác lập tức lộ ra lo lắng, trợn mắt nhìn về chân trời phi tiên phong cấm trận kết giới tới gần. Trừ bỏ ta lão đại, cùng ta lão đại muốn ai tiến đến bên ngoài, những người khác muốn đi vào trong kết giới, chỉ có một loại khả năng. Thí thần cười nhìn lấy chúng nhân nói. Cái gì khả năng, có người chung quy là không cách nào chiến thắng sợ hãi tử vong, nhịn không được hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, thí thần búng tay một cái, ánh mắt bén nhọn trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào hỗn độn nguyên thú trên người, khả năng này chính là, đệ nhất nguyên thú, cũng chính là hỗn độn nguyên thú hoàn toàn biến mất. Đám người nghe vậy, sắc bén con người tất cả đều nhìn về phía hỗn độn nguyên thú, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sự tình lại trở lại chỗ cũ. Trước đó là hỗn độn nguyên thú muốn giết bọn họ nhất định phải giết chết hỗn độn nguyên thú mới có thể còn sống. Mà bây giờ, theo phi tiên phong cấm trận kết giới tới gần, bọn họ một ngày nào đó sẽ bị kết giới gạt bỏ, muốn sống sót, vẫn phải là giết chết hỗn độn nguyên thú. Rất nhiều người đằng đằng sát khí hướng về hỗn độn nguyên thú, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Nếu như giết chết hỗn độn nguyên thú thực có thể sống sót, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Ai muốn chết, đều có thể tới thử một chút. Hỗn độn nguyên thú sát khí nặng nề hướng về tứ phương tu sĩ. Trước đó đối mặt đồng dạng những người này, hỗn độn nguyên thú cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì những người này sẽ không chân chính liều mạng với hắn, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, những người này giết chết hắn liền có thể có được hy vọng sống sót, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh liều mạng. Nghèo sợ giàu, giàu sợ hoành, hoành sợ liều mạng, lúc này những người này, chính là không muốn mạng, liền hỗn độn nguyên thú đều lộ ra có chút bối rối. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người thần sắc một trận phức tạp, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân ba người thay Tiêu Phàm kéo xe, kết quả là lại còn cứu bọn họ một mạng. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, chỉ có 7 ngày. Thí thần cũng là không nóng nảy, lấy ra hai tấm ghế bành, liền cùng Tiêu Phàm nhàn nhã ngồi trong kết giới, cười nhạt nhìn xem hết thảy chung quanh. Ngày đầu tiên, đám người coi như bình tĩnh, mặc dù căm tức nhìn hỗn độn nguyên thú, nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Ngày thứ hai, một đám tu sĩ nhìn không được lao tới phi tiên phong cấm trận kết giới giáp danh, điên cuồng công kích kết giới kia, đáng tiếc không có đưa đến hiệu quả gì. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Lòng vòng như vậy, 6 ngày rốt cục sói mòn, đám người lại cũng không chịu nổi cố kia áp lực cực lớn. Có ít người hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn hướng về hỗn độn nguyên thú, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ chỉ còn lại có cuối cùng một ngày thời gian, nếu như không giết chết hỗn độn nguyên thú, đến lúc đó 89 phần 10 sẽ chết ở chỗ này. Mấy ngày này thời gian, bọn họ thế nhưng là tự mình chứng kiến qua phi tiên phong cấm trận kết giới khủng bố,
Có ít người ôm lòng chờ may mắn bên trong muốn xông ra phi tiên phong cấm trận kết giới bao vây. Nhưng kết quả là, bọn họ vừa mới xuyên việt kết giới, thân thể liền biến thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại, chết không thể chết lại. Còn có cuối cùng một ngày, thí thần mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức một trận táo động. Giết hắn! Không biết là ai gầm lên giận dữ, đám người đỏ thắm con ngươi, giống như nổi điên giống như dã thu hướng về hỗn độn nguyên thú. Giết! Những người khác nhao nhao phụ họa, mấy chục cái thánh đế cảnh trên người chán phóng khí thế ngút trời, tất cả đều hướng về hỗn độn nguyên thú mãnh liệt đi. Hỗn độn nguyên thú dọa đến toàn thân run lên, vậy mà lui về sau mấy bước. Hắn đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ tứ thần thú, càng là thánh đế cảnh đỉnh phong, lại bị một đám thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ nhìn tê cả da đầu. Giết! Sao động đám người rốt cục không chịu nổi cố kia áp lực cực lớn, điên cuồng hướng về hỗn độn nguyên thú đánh giết đi. Hỗn độn nguyên thú là mạnh, có thể có mạnh hơn đều không có phi tiên phong cấm trận kết giới khủng bố như vậy. Phi tiên phong cấm trận kết giới, đụng tới liền chết, mà diệt sát hỗn độn nguyên thú, đám người còn có một tia hy vọng. Đây đối với mọi người mà nói, là một loại rất đơn giản lựa chọn. Các ngươi muốn chết, hỗn độn nguyên thú gào thét không thôi, gào thét thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Mấy chục gần trăm cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, cầm trong tay thánh giai pháp bảo đánh tới, như thế uy thế, dù cho hắn thánh đế cảnh đỉnh phong cũng có chút tê cả da đầu. Chủ yếu nhất là, những cái này tu sĩ đều là lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng quán quân, tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Cũng không phải bình thường thánh đế cảnh có thể so sánh. Đáng tiếc, lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ chỗ nào còn sợ hãi hỗn độn nguyên thú. Coi như người mạnh lại như thế nào, nhiều như vậy thánh đế cảnh tuyệt thế thiên kiêu, chẳng lẽ vẫn không giết được ngươi sao? 3.000 nguyên giới màn sáng bên trong, Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Những người này mặc dù cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể hoàn toàn chúa tể vận mệnh của mình, nói đến cùng, hay là thực lực không ra sao. Nếu như hắn Tiêu Phàm không phải gặp được thí thần, có lẽ cùng hỗn độn nguyên thú chiến đấu chính là hắn. Lần lượt từng bóng người bị hỗn độn nguyên thú công kích tung bay, hư không khắp nơi đều là bóng người. Nhưng mà, những cái kia bị oanh bay bóng người vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, liền lần nữa xông tới, liền tựa như thuốc cao da chó đồng dạng, điên cuồng quấn lấy hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó là mạnh, có thể có mạnh hơn cũng không chịu nổi bậc này đáng sợ đại loạn đấu a. Thí thần, ngươi xác định cái này 3.000 nguyên giới màn sáng có thể ngăn cản phi tiên phong cấm trận kết giới? Tiêu Phàm trong bóng tối cho thí thần truyền âm nói. Không thể, thí thần quả quyết hồi đáp, nếu như 3.000 nguyên giới còn chưa bị phá hư, liền thành một khối, cái kia quả thật có thể chống đối phi tiên phong cấm trận. Vậy ngươi... Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Nhưng mà, thí thần lại là thần sắc không thay đổi, ngược lại cười cười nói, nhưng ta có thể khẳng định là, hỗn độn nguyên thú chết rồi, phi tiên phong cấm trận liền tự sụp đổ. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, lộ ra vẻ không hiểu. Thí thần ý vị thâm trường nhìn chân trời một cái, truyền âm nói cái này phi tiên phong cấm trận vốn chính là dùng để phong cấm hỗn độn nguyên thú, chỉ cần nó chết rồi, phi tiên phong cấm trận tự nhiên là không tồn tại. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức lâu đâm sáng tỏ thông suốt, bất quá trong lòng hắn còn có một cái nghi hoặc, hỏi trước ngươi nói vị giai chi lực là cái gì, còn có, ngươi làm sao cùng hỗn độn nguyên thú có thù đây? Ta cùng với hỗn độn nguyên thú không thù, là của ta tiền thân cùng hỗn độn nguyên thú có thù. Thí thần hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm ngược lại là rất tốt lý giải, thí thần chỉ là hỗn độn nguyên thú linh hồn ra đời mới linh trí mà thành, căn bản cũng không phải là phía trước thí thần thú. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ không hiểu, thí thần thú chỉ là chiến hồn đại lục thần thú mà thôi, làm sao sẽ cùng trăm vạn năm trước hỗn độn nguyên thú có quan hệ đây? Thí thần tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, kỳ thật, tiền thân ở gặp gỡ thần vô tận trước đó, liền đã sớm triệt để mẫn diệt ý thức, ta lúc ấy cũng chỉ là ngây thơ vô tri, gặp được thần vô tận. Đoạn thời gian trước, ta linh hồn chi lực đột phá thánh đế cảnh thời điểm, chiếm được tiền thân tất cả ký ức truyền thừa, cho nên mới biết được tất cả. Tiêu Phàm gật gật đầu, chân chính cùng hỗn độn nguyên thú có thù thí thần thú, sớm đã không phải là bây giờ thí thần, mà là thời kỳ thượng của thí thần thú. Chỉ bất quá, thí thần tất nhiên kế thừa trí nhớ của đời trước truyền thừa, tự nhiên đem phần cừu hận này cũng kế thừa tới. Về phần vị giai chi lực,
Đây là thiên địa ban cho một loại giai vị lực lượng, vì giai chi lực càng mạnh, thiên phú càng mạnh, địa vị càng tôn quý, bất quá, chỉ có thánh tôn cảnh mới có thể cảm ứng được vị giai chi lực. Thí thần lại giải thích nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lộ ra trầm tư hình dạng. Thiên địa ban cho giai vị lực lượng, loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua, thí thần bây giờ chỉ là thánh đế cảnh, nghĩ đến loại này giải thích cũng là chính hắn lĩnh ngộ mà thôi. Về phần cụ thể cái gì là vị giai chi lực, đoán chừng hắn cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn chăm chú hỗn độn nguyên thú nói, ngươi nếu đánh bại nó, liền có thể chiếm lấy nó vị giai chi lực. Nếu như ta đơn đả độc đấu đánh bại nó, có thể hoàn toàn lấy được, nhưng là mượn nhờ ngoại lực, lại là chỉ có thể có đến tiền thân một bộ phận kia. Thí thần lắc đầu, năm đó bọn họ mấy đại thần thú liên thủ vây giết tiền thân, cho nên bọn họ cũng không có chân chính cướp đi tiền thân vị giai chi lực, mà là tiền thân cố ý nhường bọn họ tạm thời cướp lấy vị giai chi lực. Từ đó về sau, thí thần tổ thú danh tiếng, rơi đến thần thú bảng xếp hạng người thứ 19, nhưng đó là bởi vì vị giai chi lực rời thân thể mà thôi, chỉ cần ta đủ cường đại, về sau đều có thể thu hồi lại. Thí thần tổ thú đã từng xếp hạng thứ mấy? Tiêu Phàm gật gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn xem thí thần nói. Đệ tam, thí thần thở sâu, nói trừ bỏ hỗn độn nguyên thú bên ngoài, còn có mấy cái khác gia hỏa, ta đều sẽ từng bước tìm tới cửa, nhất là bây giờ thứ ba gia hỏa kia. Hiện tại thần thú bảng xếp hạng đệ tam, Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, nói thần hỏa thiên lân. Không sai, tên kia là một cái cực kỳ khó dây dưa quái vật, cho dù là tiền thân, cũng chỉ có thể ổn vượt qua hắn, bây giờ ta, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thí thần trịnh trọng gật đầu, đôi mắt hiện lên một vòng kiên tuyệt. Tiêu Phàm không nói, trong lòng lại là âm thầm trầm ngâm, về sau nếu như thí thần muốn đi tìm thần hỏa thiên lân phiền phức, bản thân vẫn là theo sau tốt. Đã từng thần thú bảng xếp hạng đệ tứ, hiện tại thần thú bảng xếp hạng thứ ba thần thú thần hỏa thiên lân, cũng không phải bình thường cường đại. Đều cho bản tôn đi chết. Tiêu Phàm tâm thần bị nơi xa tức giận tiếng gào thét cắt ngang, lại là hỗn độn nguyên thú bị mấy người xé huyết nhục, máu tươi bắn tung tóe. Hắn là thánh đế cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ, nhưng những này người cũng không phải là ăn chay. Đương nhiên, ở hỗn độn nguyên thú điên cuồng công kích đến, cũng có mười mấy người chết thảm, cái này cũng càng thêm kích phát tu sĩ khác đấu trí. Kim Cốt, Hiên Viên Trảm Tiên, Long Nữ, Huyết Hoàng Nữ, các ngươi tiến đến. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, vội vàng cho xa xa mấy người truyền âm nói. Kim Cốt Đế một mực tiềm phục tại trong bóng tối, nghe được Tiêu Phàm lời nói, tự nhiên là không chút do dự vọt vào. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Huyết Hoàng Nữ lại là hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn nguyện ý cứu bọn họ. Phải biết, Huyết Hoàng Nữ đã từng thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân, mà Hiên Viên Trảm Tiên, vừa rồi lại là bại lộ Tiêu Phàm thân phận, bằng không Tiêu Phàm cũng không khả năng đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Về phần Long Nữ, nàng trong lòng lại là 10 điểm nghi hoặc, bởi vì đây cũng không phải là Tiêu Phàm lần thứ nhất cứu nàng. Trừ bọn họ bên ngoài, Tiêu Phàm không tiếp tục để những người khác tiến đến, đối với những người kia, Tiêu Phàm không có quá nhiều hảo cảm, chết ít nhiều đều không có quan hệ gì với hắn. Huống hồ, muốn giết chết hỗn độn nguyên thú, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Mau giết hắn, Phi Tiên Phong cấm trận kết giới càng ngày càng gần. Trong đám người truyền đến một tiếng quát như sấm, chiến đấu trong lúc nhất thời tiến nhập gay cấn. Một khi Phi Tiên Phong cấm trận kết giới tới gần, bọn họ đều phải chết ở chỗ này, giết chết hỗn độn nguyên thú, tiến vào thí thần vị trí 3000 nguyên giới trong kết giới, là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Bọn họ cũng không biết, thí thần vị trí 3000 nguyên giới kết giới căn bản là không có cách cứu bọn họ, duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ có hỗn độn nguyên thú cái chết. Nhìn thấy một đám tu sĩ bị hỗn độn nguyên thú một lần lại một lần đánh bay, thí thần thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Nếu như những người này giết không chết hỗn độn nguyên thú, cho dù là thôn phệ 3000 nguyên giới thí thần, cũng không khả năng ngăn cản Phi Tiên Phong cấm kết giới gạt bỏ. Thí thần chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, cũng không phải là hỗn độn nguyên thú đối thủ. Muốn giết chết hỗn độn nguyên thú, thí thần chỉ có thể mượn nhờ tất cả mọi người tại chỗ lực lượng. Đương nhiên, thí thần mặc dù không cách nào chống đối Phi Tiên Phong cấm trận kết giới gạt bỏ, nhưng hắn có thể ngăn cản những người khác công kích, dù cho hỗn độn nguyên thú, cũng hoàn toàn không làm gì được nó. Cũng chính là bởi vì như vậy, mấy người này mới sẽ liều mạng như vậy, chỉ vì giết chết hỗn độn nguyên thú. Lão đại, ngươi nói, những người này có thể giết chết hỗn độn nguyên thú sao?
Thí thần cho Tiêu Phàm truyền âm nói, trong giọng nói đều là vẻ lo âu. Có thể giết chết nó. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói, bất quá, hiện tại thời gian không đủ. Thí thần âm thầm gật gật đầu, cái này gần 100 cái thánh đế cảnh, hơn nữa cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, coi như hao tổn, cũng có thể đem hỗn độn nguyên thú mài chết. Nhưng hiện tại, lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều lắm, phi tiên phong cấm trận kết giới màn sáng chẳng mấy chốc sẽ thu nhỏ đến bọn họ vị trí khu vực. Thí thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng nặc sát ý. Hô! Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, cầm trong tay tu la kiếm, chân đạp chấn thế đồng quan hướng về hỗn độn nguyên thú phóng đi. Lão đài, thí thần khẽ hô, nhưng mà Tiêu Phàm đã xông vào bên trong chiến trường, căn bản nghe không được lời của hắn. Tiêu Phàm cực tốc phóng tới hỗn độn nguyên thú, một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên người hắn tản ra, chấn thế đồng quan cổ động đáng sợ hung lệ chi khí, để cho người ta sợ hãi không thôi. Hắn dư quang không khỏi nhìn lướt qua xa xa thần ma tử cùng thánh nhân hoàng, bất quá hai người căn bản không ý định động thủ. Hiển nhiên, hai người cũng không tin thí thần lời nói, cho rằng thí thần có thể chống đối phi tiên phong cấm trận. Tiêu Phàm không biết là, trên đời này, có lẽ không có người so thánh nhân hoàng cùng đế thái ất bọn họ hiểu phi tiên phong cấm trận. Đừng nói thí thần, chính là hỗn độn nguyên thú thôi động 3000 nguyên giới, cũng không khả năng ngăn trở phi tiên phong cấm trận đánh giết. Từ hỗn độn nguyên thú phá phong mà ra một khắc kia trở đi, phi tiên phong cấm trận nhân thể tất yếu giết chết hỗn độn nguyên thú, bằng không tuyệt không có khả năng bỏ qua. Có lẽ thánh nhân hoàng bọn họ cũng biết việc này, nhưng bọn hắn tạm thời vẫn là không nghĩ chủ động công kích hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú phát cuồng, cho dù là bọn họ, cũng rất khó tiếp nhận loại kia uy áp. Ầm ầm, Tiêu Phàm thúc giục chấn thế đồng quan, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, điên cuồng hướng về hỗn độn nguyên thú oanh sát đi. Hỗn độn nguyên thú vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn thế đồng quan đánh trúng phần lưng, thể nội truyền đến từng đợt thanh âm xương vỡ vụn, máu tươi nổ bắn ra, hỗn độn chi khí càng là mãnh liệt. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm run lên, bỗng nhiên đem những kia máu me cùng hỗn độn chi khí thôn phệ hấp thu. Muốn chết, hỗn độn nguyên thú gầm thét, đỏ thắm con người bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, há mồm phun ra nguyên một đám hỗn độn chi khí tạo thành năng lượng chi cầu, hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới. Bang bang, Tiêu Phàm vội vàng thôi động chấn thế đồng quan chống đối, ngăn trở những năng lượng kia quang cầu công kích, hư không phát ra trận trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Cho dù là chấn thế đồng quan đều bị chấn động đến không ngừng lùi lại, căn bản không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ. Hỗn độn nguyên thú ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình lóe lên, lần nữa hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Cũng may giờ phút này, những người khác công kích tất cả đều giáng lâm, giống như mưa rơi đập ở hỗn độn nguyên thú trên thân, đau nó kêu rên không thôi. Hỗn độn nguyên thú bị đau, đành phải đình chỉ công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, cái này hỗn độn nguyên thú không hổ là thánh đế cảnh đỉnh phong, thực lực quả nhiên không phải bình thường đáng sợ. Mắt thấy phi tiên phong cấm trận kết giới càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi có vẻ sốt ruột, chủ yếu nhất là còn có một vài người vẫn không có động thủ ứng phó hỗn độn nguyên thú. Chấn thế đồng quan hẳn là có thể chống đối phi tiên phong cấm trận, đã các ngươi không động thủ, vậy thì chờ kết giới kia tới gần a. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng biết, như thần ma tử, thánh nhân hoàng đám người, đoán chừng cũng có át chủ bài, có thể từ phi tiên phong cấm trận phía dưới sống sót. Muốn để những người này động thủ, khẳng định không phải chuyên đơn giản như vậy. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng dứt khoát ngồi lên vách tường xem, hắn ngược lại muốn xem, những người này đến cùng từ đâu tới lực lượng. Thời gian chậm rãi xói mòn, cái kia gần 100 tuyệt thế thiên kiêu một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, thiên khung đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hỗn độn nguyên thú thân hình chật vật, ngay cả đứng cũng không quá đứng thẳng phải ổn, thời gian dài tiêu hao, để nó cũng cơ hồ đến cực hạn. Nhanh, kết giới nhanh đến gần, không giết nó, chúng ta đều phải chết. Có người nhìn xem đã gần ngay trước mắt phi tiên phong cấm trận kết giới, hoảng sợ kêu to. Trên mặt mỗi người đều lộ ra lo lắng, hận không thể lập tức giết chết hỗn độn nguyên thú. Chảm! Đột nhiên, hư không một tiếng quát như sấm truyền ra, lại là một đạo bóng trắng từ đằng xa rừng rậm bên trong bắn ra, mang theo một đạo đáng sợ lăng lệ kiếm khí chém xuống. Đế Thái Ất, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn biết rõ Đế Thái Ất một mực trốn ở trong tối, dù sao,
Phi tiên phong cấm trận kết giới đã thu nhỏ đến chỉ có vài dặm phương viên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà đợi đến lúc này đối hỗn độn nguyên thú xuất thủ, thực không phải bình thường âm hiểm. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhưng mà lúc này, lại có tốt mấy bóng người từ mấy cái khác phương hướng vọt ra, dù cho thần ma tử cùng thánh nhân hoàng cũng nhìn không được động thủ. Tất cả mọi người tựa như cột túc toàn bộ khí lực, thì triển ra công kích mạnh nhất thẳng hướng người hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó vốn là cùng đường mạt lộ, bây giờ lại bị sáu đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ đánh giết, tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Muốn giết bản tôn, chết hết cho ta. Hỗn độn nguyên thú thông hai mắt đỏ, bỗng cổ động cường đại khí tức, khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên mấy lần có thừa. Tự bảo, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn hỗn độn nguyên thú. Những người khác cũng bị hỗn độn nguyên thú cử động cho khiếp sợ đến, chẳng ai ngờ rằng đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú, vậy mà tự bảo. Tất cả mọi người không chút do dự, thì triển ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, ngăn cản hỗn độn nguyên giới tự bảo sinh ra đáng sợ năng lượng ba động. Tiêu Phàm vội vàng lấy chấn thế đồng quan hộ thể, đứng ở phi tiên phong cấm trận kết giới khu vực biên giới, kinh ngạc nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Chỉ thấy một cái năng lượng màu xám quang cầu, từ hỗn độn nguyên thú vị trí quét ngang mà ra, một cỗ hủy diệt tính tuyệt thế khí tức, quét sạch thiên địa. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, càn khôn điên đảo, phi tiên phong cấm trận kết giới bên cạnh còn sót lại vài dặm phương viên không gian, tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn, liền không khí đều bị rút tận một dạng. Không ít tới gần hỗn độn nguyên thú tuyệt thế thiên kiêu, bị cỗ kia hủy diệt tính năng lượng ba động oanh thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại. Còn có một số tới gần phi tiên phong cấm trận kết giới tu sĩ, trực tiếp bị chạy ra khỏi phi tiên phong cấm trận kết giới, bỏ mình đạo vẫn. Có thể sống sót, chỉ có 3-40 người, hơn nữa từng cái đều cực kỳ thảm liệt. Đứng ở 3000 nguyên giới bên trong ma thái hư đám người, toàn bộ cũng nhìn không được hít một hơi lạnh, chẳng biết tại sao, bọn họ đột nhiên có chút may mắn mình có thể cho Tiêu Phàm kéo xe. Bằng không mà nói, vừa rồi ba người bọn hắn, tuyệt đối cũng hữu tử vô sinh. Dù sao, tầng thứ này tự bảo, cũng không phải ai thực lực mạnh, ai liền có thể sống sót. Có thể sống sót, trừ bỏ thực lực bản thân cùng nội tình bên ngoài, chủ yếu nhất là vận khí. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, dù cho hắn có được chấn thế đồng quan hộ thể, hơn nữa còn thi triển ra tu la cửu biến đệ ngũ biến, mới khó khăn lắm ngăn trở một kích kia. Có thể nghĩ những người khác thảm trạng, có thể sống sót, bằng vào thực sự là vận khí. Hô hô! Cũng liền ở Tiêu Phàm buông lỏng thời khắc, chân trời đột nhiên bắn ra hai đạo màu xám lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo, còn có một đạo huyền diệu quang mang, chậm rãi hướng về thí thần vị trí lướt tới. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, cực tốc phóng tới khoảng cách gần hắn nhất cái kia một vệt sáng. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra bước chân, liền có ba bóng người đồng thời lao đến, ba người kia không phải người khác, chính là Đế Thái Ất, Huyền Phệ, cùng lang tộc Thiên Sát. Chết! Đế Thái Ất quát lạnh một tiếng, đứng mũi chịu sào thẳng hướng cự ly này màu xám lưu quang gần nhất Tiêu Phàm. Lan! Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khiêng chấn thế đồng quan đập lên, mặc dù hắn không cách nào phát huy chấn thế đồng quan toàn bộ uy năng, có thể chấn thế đồng quan dù sao cũng là lịch cổ 10 đại chí bảo bài danh thứ 3, cái này đập lên, lực lượng cũng không phải bình thường. Phịch một tiếng, Đế Thái Ất bị chấn thế đồng quan trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm vì đạo kia màu xám lưu quang, hắn cũng tận hết sức lực, như thế nào Đế Thái Ất nhục thân có thể so sánh. Đương nhiên, cũng không phải nói rõ Đế Thái Ất không mạnh, mà là Đế Thái Ất trong lúc vội vàng công kích Tiêu Phàm, cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Đánh bay Đế Thái Ất, nhưng Tiêu Phàm tốc độ đã chậm một đoạn, Huyền Phệ cùng Thiên Sát hai người thừa cơ vọt lên, thành thế vây công, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh. Ba người này vậy mà liên thủ ứng phó bản thân một cái, thực coi mình là quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Tu la thế giới. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ thấy một cái mênh mông vòng xoáy từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, bao phủ Huyền Phệ cùng Thiên Sát. Bây giờ Tiêu Phàm linh hồn đã đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ, thì triển công kích linh hồn, vô cùng tự nhiên cường hoành. Cho dù là Huyền Phệ cùng Thiên Sát bậc này tuyệt thế thiên kiêu, cũng khẽ run lên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với bọn hắn tầng thứ này công kích tới nói, lại là cực kỳ chí mạng. Tiểu vận mệnh thuật,
Tiêu Phàm căn bản không có buông tha tính toán của bọn hắn, tất nhiên muốn đánh bọn họ, vậy sẽ phải đem bọn hắn triệt để đánh đau, bằng không mà nói, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù. Quỷ dị năng lượng ba động từ huyền phệ cùng thiên sát trên người đảo qua, hai người vừa lúc lấy lại tinh thần, cảm nhận được bản thân khí số giảm bớt, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tiểu vận mệnh thuật. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, lần thứ hai quát khẽ nói, tước đoạt bọn họ ba thành khí số, cũng chỉ là không ngứa không đau mà thôi, lấy thần lực của bọn hắn không bao lâu liền có thể bổ sung hoàn toàn. Nhưng nếu là tước đoạt sáu thành, đối với huyền phệ cùng thiên sát mà nói, vậy thì có chút nhức nhối. Mấu chốt nhất là, nếu như Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục thi triển, một khi tước đoạt bọn họ chín thành khí số, đến lúc đó khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách một con đường. Kiếm Hồng Trần, bản đế cùng ngươi thề không bỏ qua. Huyền phệ nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Gọt ta khí số, ta tất sát ngươi. Thiên sát cũng tức giận không thôi. Đối với thánh đế cảnh cường giả mà nói, khí số có thể nói là trọng yếu nhất, khí số không chỉ có đại biểu cho thọ nguyên, cũng đồng dạng đại biểu cho tiềm lực. Bây giờ hai người bị Tiêu Phàm gọt sạch sáu thành khí số, muốn bù đắp, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, căn bản không đem hai người uy hiếp ngữ để ở trong lòng, chỉ là đáng tiếc, hắn tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai lần tiểu vận mệnh thuật mà thôi. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đuổi theo lại đến hai đòn, tất nhiên có thể muốn mạng của bọn hắn. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, nhìn như đã qua thật lâu, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Phàm lách mình đi tới cái kia màu xám lưu quang trước mặt, há miệng hút vào, trực tiếp đem cái kia màu xám lưu quang nuốt vào trong bụng. So với cái này màu xám lưu quang mà nói, đắc tội đế thái ớt ba người, lại không coi vào đâu. Hơn nữa, hắn cũng sớm đã đắc tội ba người, hiện tại tiếp tục đắc tội lại như thế nào đây? Kiếm Hồng Trần, ngươi dám đoạt ta bản nguyên chi lực, ngươi nhất định phải chết. Đế thái ớt tức giận gầm to, thật giống như bị Tiêu Phàm cướp đi vật quý nhất một dạng. Huyền phệ cùng thiên sát hai người cũng lần nữa trở về, cùng đế thái ớt hiện lên tam giác chi thế đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh, căn bản không quan tâm ba người uy hiếp, trong lòng lại là hài lòng cười một tiếng, đạo kia hôi sắc khí lưu không đặc biệt, chính là một sợi bản nguyên chi lực. Hơn nữa, vẫn là hỗn độn nguyên thú hỗn độn bản nguyên chi lực, đây chính là đế thái ất cùng huyền phệ bọn họ trước đó tha thiết ước mơ đồ vật a, không nghĩ tới liền rơi vào trong tay mình. Hôi sắc khí lưu bị hắn thôn phệ sau, vậy mà chủ động hướng về trong đan điền màu xám nguyên tuyền bay đi, không đợi Tiêu Phàm hảo hảo quan sát, liền đã sáp nhập vào màu xám nguyên tuyền. Màu xám nguyên tuyền cùng cái kia hôi sắc khí lưu tựa như vốn chính là nhất thể đồng dạng, hai người vậy mà không có bất kỳ cái gì xung đột. Chủ yếu nhất là, theo hôi sắc khí lưu dung nhập màu xám nguyên tuyền, Tiêu Phàm cảm giác được màu xám nguyên tuyền rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Cái này màu xám nguyên tuyền chính là từ hỗn độn kiếm thai kiếm khí bản nguyên ngưng tụ mà thành, bây giờ lại dung hợp một sợi hỗn độn bản nguyên, nghĩ đến cái này nguyên tuyền chính là hỗn độn nguyên tuyền. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, đế thái ất triệt để tức giận, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm một trường giận đập mà xuống, hư không xuất hiện một đạo to lớn tử sắc long chảo hư ảnh, uy thế ngập trời. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trong mắt phát lạnh, đưa tay chính là một kiếm. Chỉ thấy một đạo màu xám kiếm hồng tại hư không nở rộ, giống như chớp lóe đồng dạng, đến nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp xuyên qua đế thái ất long chảo hư ảnh. Không, chuẩn xác mà nói, tựa như cái kia long chảo hư ảnh căn bản không tồn tại một dạng. Hơn nữa, kiếm hồng tốc độ không giảm mảy may, ngược lại tốt tựa như nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt đi tới đế thái ất trước người. Đế thái ất phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát đạo kia kiếm hồng, nhưng mà, vẫn như cũ bị kiếm hồng cắt vỡ khuôn mặt, một tia máu tươi lan tràn ra. Đây là, cách đó không xa huyền phệ nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt co rụt lại. Tiêu Phàm cũng ngây tại chỗ, hắn chỉ là bản năng dùng hỗn độn nguyên tuyển lực lượng thôi động hỗn độn trảm thiên kiếm, chỉ muốn đẩy lui đế thái ất một đòn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hỗn độn trảm thiên kiếm lực lượng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Vậy mà thương tổn tới đế thái ất. Phải biết, đây chỉ là hắn vô ý thức phía dưới công kích mà thôi, uy lực liền đã cường đại như thế. Nếu như hắn toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn trảm thiên kiếm, lại sẽ làm sao cường đại đây? Đế thái ất cảm nhận được khuôn mặt truyền tới đau nhói, ngay sau đó lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình, nhìn thấy bàn tay bên trên máu đỏ tươi, toàn thân đều đang run rẩy lấy.
Hắn không phải kinh khủng, mà là phẫn nộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, chưa bao giờ có người có thể tổn thương hắn, lại càng không cần phải nói thương tổn vẫn là khuôn mặt. Nhưng trước mắt Tiêu Phàm, lại trước mặt nhiều người như vậy một kiếm đâm rách khuôn mặt của hắn, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá, hắn chung quy là đỉnh cấp thiên kiêu, vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ hai tồn tại, cũng không có tức giận đánh mất lý trí, ngược lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi tưởng đến mới vừa một kiếm kia. Hỗn độn bổn nguyên thời gian lực lượng, Đế Thai Ất cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, một sợi này hỗn độn bản nguyên, vốn phải là của ta. Đáng tiếc, hiện tại là của ta, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Không có đạt được hỗn độn bổn nguyên hắn, đều không sợ Đế Thai Ất, hiện tại hắn lại nhiều to lớn át chủ bài, tự nhiên là càng thêm không sợ. Thần ma tử, cho ta dừng lại. Nơi xa, đột nhiên truyền đến thánh nhân hoàng thanh âm gầm thét, chỉ thấy hắn tay cầm một căn tử kim côn hóa thành một đạo chớp lóe đuổi theo. Hậu phương còn có âm linh tộc cửu linh, hắn cùng thánh nhân hoàng, thần ma tử tranh đoạt một đạo khác hỗn độn bản nguyên chi lực, nhưng cuối cùng lại bị thần ma tử lấy được. Hơn nữa, bởi vì hỗn độn nguyên thú tự bạo mà chết, phi tiên phong cấm trận đột nhiên đình chỉ vận chuyển, đạo kia màn sáng vậy mà bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, hư không trống rỗng xuất hiện từng đạo màn sáng, hóa thành từng đạo không gian chi môn. Thần ma tử không chút do dự hướng về phía không gian chi môn bay đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thánh nhân hoàng cùng cửu linh đồng thời đuổi theo, cũng bước vào không gian chi môn bên trong. Đế Thái Ất, Huyền Phệ cùng Thiên Sát thấy thế, lập tức gắt gao khóa lại Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm cũng chạy một dạng. Tiêu Phàm ngược lại là không hề bị lay động, dư quang nhìn không được nhìn về phía thí thần vị trí, hắn xác thực nhìn thấy, thí thần chính nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ở luyện hóa cái gì. Là cái kia huyền diệu năng lượng, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Trước đó hỗn độn nguyên thú tự bảo, trừ bỏ bản nguyên chi lực một phân thành hai bên ngoài, còn có một cỗ huyền diệu năng lượng ba động, không tự chủ được bay về phía thí thần vị trí. Dù cho nửa đường có người ngăn cản, cũng căn bản giữ lại không được cái kia huyền diệu năng lượng ba động. Vị giai chi lực, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn biết rõ, cỗ kia huyền diệu năng lượng ba động, hẳn là cái gọi là vị giai chi lực. Thí thần đoạt lại thuộc về hắn vị giai chi lực, tất nhiên sẽ có rất lớn đột phá. Kiếm Hồng Trần, đem hỗn độn bản nguyên giao ra, chúng ta ba người có thể tha cho ngươi một con đường sống. Huyền Phệ âm trầm hướng về Tiêu Phàm, hắn biến thành bản thể, huyền vũ cùng rùa rắn hai cặp con ngươi tản ra u quang. Giao ra, vậy các ngươi lại như thế nào phân đây? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem ba người nói. Ngươi không cần châm ngòi chúng ta làm sao phân, chuyện không liên quan tới ngươi. Huyền Phệ quanh thân sát cơ nở rộ. Tiêu Phàm cũng không tức giận, chân đạp chấn thế đồng quan, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người. Nói, vừa rồi chỉ đoạt các ngươi sáu thành khí số, không biết hai người các ngươi còn có thể tiếp nhận vài chiêu tiểu vận mệnh thuật đây. Lời này vừa nói ra, Huyền Vệ cùng Thiên Sát lập tức ánh mắt run lên. Tiểu vận mệnh thuật, loại này của pháp quá tà môn, căn bản không có phương pháp phá giải, bọn họ có thể làm, chính là không ngừng bổ sung tự thân khí số. Tiểu vận mệnh thuật là mạnh, nhưng là không phải không hạn chế thi triển, ta không tin ngươi có thể một mực thi triển nó. Lang tộc Thiên Sát nhe răng trợn mắt, đỏ thắm con ngươi hiện ra sát mang, tùy thời đều chuẩn bị xông đi lên, cho Tiêu Phàm một kích chí mạng. Vậy liền thử xem a. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm, đứng chắp tay. Mặc dù mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại có chút nóng nảy, bởi vì hắn nhìn thấy xa xa không gian quang môn đã trở nên mờ đi rất nhiều, tùy thời đều có thể biến mất. Bất quá hắn cũng biết, Đế Thái Ất bọn họ khẳng định cũng vô cùng nóng nảy. Một khi không gian chi môn đóng lại, bọn họ cũng chưa chắc có thể rời đi. Ba người bọn họ hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm, có thể lại vô cùng kiêng kỵ Tiêu Phàm tiểu vận mệnh thuật. Mấy tức về sau, Đế Thái Ất cuối cùng vẫn là không nhịn được, chỉ thấy quanh người hắn chán phóng tử sắc quang hoa, ở sau lưng hắn, hiện lên một đạo tử kim sắc hư ảnh, đó là một đầu ngũ trảo thần long. Ngũ trảo tử kim thần long biến, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đế Thái Ất thân là ngũ trảo tử kim thần long. Hắn thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến thực lực quả nhiên phải cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, thân thể của hắn cũng một trận biến hóa, trực tiếp thi triển ra tu la cửu biến đệ ngũ biến, nhục thân công kích cùng phòng ngự cơ hồ đạt đến cực hạn. Kim sắc tu la chi thể, ẩn ẩn tàn ra từ sắc quang choáng, cường đại lại chí tôn quý khí. Ầm ầm, đột nhiên,
Đế Thái Ất hai tay kết ấn, phía sau hắn ngũ trảo tử kim thần long hư ảnh bỗng hóa thành một cái mênh mông long hình thủ ấn, từ cửu tiêu hạ xuống. Thiên địa run rẩy dữ dội, không gian bốn phía chi môn nhao nhao nổ tung, một cỗ hoảng sợ chi uy không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán. Năm đại tổ long thủ ấn một trong thái hư cổ long ấn. Huyền Phệ hơi hơi kinh ngạc nhìn Đế Thái Ất, hoảng sợ nói. Thái hư cổ long ấn, bây giờ tu sĩ có lẽ không có mấy người biết rõ, nhưng thời kỳ thượng cổ, thế nhưng là hung danh hiển hách, không biết bao nhiêu người chết tại cái này thủ ấn phía dưới. Đây cũng là long tộc tổ long năm đại thủ ấn một trong, bây giờ phần lớn đã thất truyền, chưa có người biết. Huyền Phệ không nghĩ tới Đế Thái Ất lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, hơn nữa vừa lên đến liền vận dụng đáng sợ như vậy chiêu thức. Ngay sau đó, Huyền Phệ cùng Thiên Sát nhìn nhau, hai người cũng đồng thời xông tới, đồng dạng thi triển ra hết sức đáng sợ cổ thuật cùng cổ pháp, muốn tuyệt sát Tiêu Phàm. Mặc dù bị vây nhốt, nhưng Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, sau đó chậm rãi thu hồi chấn thế đồng quan, một màn này, để xa xa ma thái hư đám người kinh ngạc hết sức. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị thúc thủ chịu trói sao? Không, hắn không phải là người như thế. Mắt thấy Đế Thái Ất ba người công kích sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay cầm kiếm, cuồn cuộn nguyên lực tràn vào Tu La kiếm bên trong, nguyên bản không đến dài bốn thước Tu La kiếm, đột nhiên biến thành dài trăm trượng. Cùng lúc đó, phía trên tản ra một cỗ ngập trời kiếm khí, cho người ta một loại khí tức túc sát. Bốn phía tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức kia, chỉ cảm thấy tim mật phát lạnh, tất cả đều không chút do dự xông vào còn chưa nổ tung không gian chi môn bên trong. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có thí thần cùng 3.000 nguyên giới chi nổi những người kia. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đám người muốn khóc tâm đều có, bọn họ nguyên bản chính may mắn trước đó tránh thoát một kiếp, nhưng bây giờ, bọn họ lại không thể không lưu lại. Một khi cuối cùng một cái không gian chi môn biến mất, bọn họ đều phải mê thất ở đây, có lẽ cũng không còn cách nào trở lại thái cổ thần giới. Nhưng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, mấy người bỗng trợn to hai mắt, bị nơi xa Tiêu Phàm cùng Đế Thái Ất ba người chiến đấu hấp dẫn. Tiêu Phàm đối mặt Đế Thái Ất bọn họ cường thế công kích, không chút hoang mang giơ lên trong tay gần 100 trượng Tu La kiếm, vô cùng vô tận kiếm khi lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra sao. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn cách xa hàng vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được cỗ kia tuyệt thế phong duệ chi khí. Xa xa nhìn tới, một cái mênh mông kiếm khí vòng xoáy hình thành một đạo kết giới, cuốn lên lấy thiên địa, cắt đứt càn khôn, dường như thế giới phong bạo, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm, Đế Thái Ất cái kia bá đạo thái hư cổ long ấn đâm vào kiếm đạo kết giới phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, vòng xoáy ẩn ẩn ngăn cản không nổi, bị tay kia ấn hướng về phía dưới áp xúc. Nho nhỏ kiếm đạo, cũng muốn ngăn ta. Đế Thái Ất thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thái cổ cổ long ấn, thân làm tổ long năm đại thủ ấn một trong, như thế nào đơn giản như vậy? Theo lời của hắn sống sót, Tiêu Phàm quanh thân kiếm đạo vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí khuấy động thiên địa, hư không đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia to lớn cổ long thủ ấn càng là cường thế ép xuống. Mặt khác Huyền Phệ cùng Thiên Sát công kích cũng ngưng tụ thành một đầu mấy trăm dặm huyền quy cùng cự lang, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Tiêu Phàm đứng ở đó, thân thể có chút cung, áp lực đáng sợ như thế, cho dù là hắn, cũng rất khó kiên trì được. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trên mặt hắn nổi gân xanh, giống như tiểu trùng nhúc nhích đồng dạng, quanh người hắn càng là chấn động khí thế cường đại, hình thành từng đạo gió lốc. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, so với ta tưởng tượng hiếu thắng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, hắn vận chuyển vô tận chiến huyết, chậm rãi đứng dậy. Thể nội xương cốt phát ra từng đợt răng rắc thanh âm, nếu như không phải thi triển Tu La đệ ngũ biến, đoán chừng nhục thể của hắn ở Đế Thái Ất bọn họ cố kia cường hoành áp lực dưới, đều trực tiếp nổ lên. Nhưng là bây giờ, hắn lại mạnh mẽ chĩa vào, chỉ là hơi có vẻ cố hết sức mà thôi. Một mực không thể điều động qua 3.000 thế giới lực lượng, một lần này mới có thể để cho ta được như nguyện. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói xong, trong tay hắn Tu La kiếm đột nhiên khẽ run lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ hắn phía trên nở rộ. Tu La kiếm xem như 3.000 thế giới dung luyện thế giới chi tâm, tự nhiên có thể dễ dàng câu thông 3.000 thế giới. Theo cuồng bạo lực lượng tràn vào Tu La kiếm bỗng lại tăng vọt mấy lần, càng là chán phóng hơn ngàn trượng lợi mang. Thật mạnh! Tiêu Phàm kinh hãi cảm thụ được sức mạnh của bản thân, từng tia khe hở xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, tràn ra từng sợi máu tươi.
Thân thể của hắn tựa như muốn nổ tung đồng dạng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Hắn trong lòng lại là có chút hối hận, hắn không nghĩ tới, cho dù là nhục thể của hắn trạng thái, vậy mà cũng không thể thừa nhận duy nhất một lần điều động 3.000 thế giới lực lượng. Sớm biết, bản thân hẳn là thử nghiệm điều động 1.000 cái thế giới lực lượng. Bây giờ một kích này, Tiêu Phàm có loại cảm giác, dù cho đối mặt thánh đế cảnh đỉnh phong hỗn độn nguyên thú, hắn cũng có thể một kiếm giết lùi. Bây giờ đối mặt lại là hỗn độn nguyên thú bài tướng dưới tay, Tiêu Phàm lại có sợ gì? Chảm! Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồng bạo lực lượng, đã để nhục thể của hắn đến nổ tung giáp danh, còn không chém ra một kích này, chính hắn đoán chừng trước hết bị thương. Theo Tiêu Phàm một cái, chảm chữ rơi xuống, một đạo giải lụa màu trắng quét ngang mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm nổ bắn ra tứ phương. Chân trời đáng sợ kia thủ ấn, to lớn huyền quy cùng cự lang hư ảnh, ở nơi này một kiếm trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Gần trong nháy mắt, thủ ấn, huyền quy cùng cự lang liền bạo tán mà ra. Nhưng mà, Tiêu Phàm một kích này uy năng lại là không giảm mảy may, bỗng nhiên hướng về đế thái ất chém xuống. Không có khả năng, đế thái ất kinh hãi nhìn xem đạo kia như là mặt trời nhức mắt kiếm cương, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nơi nào còn dám có cùng Tiêu Phàm đối địch tâm tư. Hắn nhấc chân chạy, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Nhưng Tiêu Phàm kiếm tốc độ càng nhanh, đám người chỉ thấy bạch sắc thiểm quang đem đế thái ất bao phủ hoàn toàn, bên trong phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó liền lại cũng không nhìn thấy cái gì, nghe không được cái gì. Oanh! Một tiếng nổ vang, cả vùng không gian đều run rẩy dữ dội, sụp đổ mà ra, mặt đất càng là xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy, không nhìn thấy cuối khe rãnh. Tê tương đương, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Kim cốt đế, ma thái hư đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây thật là Tiêu Phàm một đòn. Một đòn chém giết đế thái ất. Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a. Đế thái ất, từng cửu quan vương, chấn nhiếp chín thế hệ, mà bây giờ, lại ở một cái tân sinh đại thiên tài trong tay bại lui, cái này đủ để kinh động thái cổ thần giới. Huyền phệ cùng thiên sát nơi nào còn có ứng phó Tiêu Phàm dũng khí, thật không nghĩ tới, liền đế thái ất đều chỉ có con đường trốn sao. Trong lòng hai người có chút may mắn Tiêu Phàm kiếm cương tỏa định là đế thái ất, bằng không mà nói, hai người bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Thừa dịp Tiêu Phàm chưa có lấy lại tinh thần đến, hai người lặng yên không tiếng động bắn vào rừng rậm bên trong, không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa rồi một kích này, đã tiêu hao hết hắn cơ hồ hơn phân nửa nguyên lực cùng tâm thần, hắn là không thể nào lại chém ra một kiếm này. Chính hắn đều không nghĩ đến, điều động 3.000 thế giới uy lực, vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như thánh đế cảnh đỉnh phong khinh địch, một kiếm này, sợ là liền thánh đế cảnh đỉnh phong đều có thể chém giết. Bất quá hắn bản thân phù trọng quá lớn, đối tự thân tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố, giờ phút này, Tiêu Phàm quanh thân áo bào nổ tung, lộ ra máu me đầm đìa nửa người trên, giống như một cái huyết nhân. Huyền phệ cùng thiên sát biết rõ Tiêu Phàm thụ thương, thế nhưng không còn dám cùng Tiêu Phàm là địch, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia triệt để chấn nhiếp đến. Về sau nhiều nhất điều động 1.000 cái thế giới lực lượng, bằng không, mình cũng chịu không được. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. 3.000 thế giới lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, không nói nhường hắn vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu, nhưng vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cái này cũng rất có tính hạn chế, muốn chân chính giết chết thánh đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đó là không có khả năng. Đối phương không có khả năng đứng ở đó không nhúc nhích nhường ngươi giết, lấy thánh đế cảnh hậu kỳ trở lên tốc độ, hoàn toàn có thể tránh thoát Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, vận chuyển vô tận chiến điển khôi phục nhanh chóng thương thế. Đám người lại là hoàn toàn tĩnh mịch, trong mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm dưới chân đạo kia khe rãnh, lấy bọn hắn nhãn lực, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như đây là một mảnh cổ địa mà nói, đoán chừng khu cổ địa này đã bị Tiêu Phàm gần như đánh thành hai nửa. Hư không càng là tràn ngập vô số túc sát kiếm khí, cái kia phá toái hư không, thật lâu không cách nào trùng hợp. Tất cả những thứ này, cũng là Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm tạo thành. Giờ khắc này, dù cho Tiêu Phàm máu me khắp người, nhưng tại trận tu sĩ, không có người nào dám khinh thường hắn. Có chỉ có kính sợ, sợ hãi. Hết tập 223.